Vô địch Thật Tịch Mịch chương 47, để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi. Hoàng sư đệ, ngươi cũng ở đây à, lúc này, Trương Long đi tới từ phía xa. Lâm Phàm nghi hoặc. Trương sư huynh, sao huynh lại tới? Nhiệm vụ đã bàn giao xong, ta đây là đến để đưa cho đệ phần thưởng của nhiệm vụ. Trương Long cười nói, sao nhìn thấy xe sắt vụn thì liền đờ ra, đây là. Hoàng phú quý cười nói. Đây là đưa tới cho Lâm sư đệ sắc vụn này cũng không đáng tiền không hiểu vì sao mà lâm sư đệ lại cần đến mà thôi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì hắn lấy phần thưởng đã được chia ở trong lòng ra đưa qua sư đệ nhận lấy đi nhiệm vụ này có thể hoàn thành được đúng là phải nhờ vào lâm sư đệ nếu không có lâm sư đệ chỉ sợ bọn họ đều không về được sư huynh chỗ này hình như hơi nhiều ta nhớ rõ phần thưởng của nhiệm vụ này không nhiều như vậy Chỗ này ít nhất là có 3 vạn viêm hoa tệ, còn có một lọ đang dược thượng phẩm nhân giai, quả thực là quá nhiều. Cảm giác như là toàn bộ phần thưởng của nhiệm vụ này đều đưa hết cho mình. Không nhiều, không nhiều. Trương Long vội vàng nói. Lâm Phàm khoát tay. Được rồi, nghĩ ta ngốc sao, các huynh xem Lâm Phàm ta là loại người gì chứ. Tiền này ta lấy một vạn, đang dược ta lấy hai viên. Nếu như huynh không nhận, về sau chúng ta xem như không quen biết, ta nói thật đó. Đối với các sư huynh luôn quan tâm đến mình, hắn vẫn luôn rất trân trọng. Huống hồ hắn có cách gia tăng tu vi, cũng không cần đến đang dược thượng phẩm nhân giai nữa. Phải nhanh chóng làm cho tu vi của các sư huynh tăng lên mới được, bằng không về sau làm sao mà bắt kịp được hắn. Sư đệ, đệ thế này là, Trương Long Á Khẩu không trả lời được, cuối cũng chỉ có thể nhận đồ lại, trong lòng cảm động đến cực điểm, vỗ bả vai lâm phàm, tất cả lời lẽ đều nghẹn ở trong lòng hắn thấy rằng có thể cùng lâm sư đệ trở thành bạn tốt là phúc khí cả đời của hắn sau khi tiễn hai người đi lâm phàm quay lại suy xét một vấn đề giờ sắc vụn cũng có rồi làm lựu đạn gì đó cũng không lo thiếu đợi khi làm xong lựu đạn thì liền đi tìm yêu thú để pham điểm có điều trước tiên phải sử dụng số tiền này đã dùng chỗ tiền này có thể mua đan dược và cả công pháp nữa mà tạm thời còn chưa cần đến công pháp Tôi thể cảnh đối với hắn chung quy mà nói chỉ là một cái thời kỳ quá độ mà thôi. Trước tiên dùng chỗ tiền này mua một ít đan dược, tăng thực lực lên một chút, thế mới sáng suốt. Tu luyện và đan dược phối hợp với nhau, tốc độ tu luyện như thế đảm bảo chỉ có chuẩn. Đặt chân tới luyện đan đường, nhìn giá đan dược xong, hắn câm nín không còn lời nào để nói. Đan dược hạ phẩm nhân giai cần ít nhất 3.000 viêm hoa tệ. Đan dược huyền giai bình thường cần mấy vạn, có khi còn lên đến mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Cái này đối với các đệ tử bình thường mà nói, đều là vật phẩm xa xỉ. Mua không nổi đang dược, vậy chỉ còn có thể ngoan ngoãn mà tu luyện. Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt lâm phàm tập trung ở một bình đang dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Huyền cốt viêm đan, đang dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Sau khi uống vào, xương cốt sẽ bùng nổ, cảm giác như là bị lửa nóng đốt cháy. Nếu tâm trí nếu không kiên định mà bỏ dở giữa chừng, sẽ khiến thân thể nhận phải thương tổn rất lớn. Trị giá 25 vạn huyền hoàng tệ. So sánh với các đan dược thượng phẩm huyền giai khác, chênh lệch thật sự quá lớn. Có lẽ là do cái tác dụng phụ này mới khiến giá cả thấp như thế. Đan dược huyền giai vốn rất quý giá, nó có thể hỗ trợ cho tu luyện đạt đến cảnh giới địa cương cảnh một cách viên mãn. Hơn nữa ở trong tông môn hiện nay, địa cương cảnh là xu hướng chính, nên có tiền cũng không mua được đan dược huyền giai nhẫm tính lại số tiền tài mà bản thân hắn đang có, vơ vét tài sản của mấy cái xác cho đến bây giờ, tài sản tích lũy được cũng coi như lớn, ước chừng phải hơn 13 vạn. Có điều còn cách giá của chỗ đang dược này một khoảng khá xa. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm chắc một vốn mới được. Lúc này, Lâm Phàm nhớ tới bộ kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai đang nằm lặng lẽ ở trong những trữ vật kia. Đó chính là đồ vật lấy được từ trên người Liễu Phong, xem ra chỉ có cách nghĩ biện pháp từ công pháp hạ phẩm huyền giai này thôi buổi chiều tại đài ân quán của tông môn nơi nhiều người thì sẽ có mâu thuẫn có mâu thuẫn thì sẽ phải giải quyết mà tông môn để giúp đệ tử giải quyết các ân quán thì đã lập nên đài ân quán này chỉ cần không tổn thương đến tính mạng có thể quyết đấu phân thắng bại đánh cược đi đánh cược đi đệ tử ngoại môn nhị phẩm hà hư đấu với đệ tử ngoại môn nhị phẩm bạch hâm Hà hư tu vi tôi thể tầng 6. Bạch hâm tu vi tôi thể tầng 6. Đánh cược đi. Ở trên đài ân oán kia, một nam nhân tử trung niên đang cao giọng kêu gọi các đệ tử đánh cược. Chuyện này ở trong tông môn là rất bình thường, mà tông môn không có ít đệ tử xem chuyện này như một con đường phát tài làm giàu. Đối với hai đệ tử ở trên đài mà nói, bọn họ đến là để giải quyết ân oán. Còn với các đệ tử dưới đài mà nói, đến đây là để làm giàu phát tài đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Lâm Phàm đứng bên trong đám người, đeo mặt nạ. Ở tông môn thì cách ăn mặc rất bình thường, sẽ không khiến bất cứ ai chú ý tới. Hắn cảm thấy tông môn này má nó càng ngày càng lắm trò hay. Vậy mà còn có cả đánh bạc. Lâm Phàm không tham gia đánh cược, hắn lặng lặng chờ đợi. Có thể có được khởi đầu tốt đẹp hay không còn phải xem lần này đã. Hai người trên đài đang đối diện nhau, lửa giận phun trào. Khi được bắt đầu giải quyết ân oán, trong nháy mắt hai người đã động thủ. Không mất bao lâu, Hà Hư thi triển một chưởng pháp đại khai đại hợp, thẳng tay đánh bay đối phương ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó hắn một cước đạp Bạch Hâm dưới chân, ánh mắt sắc bén, thần sắc bá đạo. Bạch Hâm, ngươi thua rồi. Nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy ta thì biết điều một chút. Hừ. Trường kiếm trong tay Bạch Hâm bay đến một bên, miệng hộc máu tươi, căm tức nhìn Hà Hư. Hà hư vung ống tay áo, vô cùng ngạo nghễ, nhìn xuống bạch hâm. Chỉ cần hai tay ta cũng đánh bại được ngươi. Sau đó hắn quay đầu đi thẳng xuống đài. Xem ra với hắn, bạch hâm không đáng để nhắc đến. Tuy rằng tu vi hai người tương đương nhau, nhưng trấn hải càng không trưởng của hắn đã tu luyện tới đỉnh cao từ lâu, thực lực sớm đã không ở mức mà bạch hâm có thể so sánh được. Bạch hâm gian nan đứng dậy, cầm lấy trường kiếm, vừa thổn thức vừa rời khỏi nơi này. Hắn không nghĩ tới thực lực của mình so với Hà Hư lại trên lệch lớn đến như vậy. Hắn không cam lòng chút nào, tất cả chuyện này đều là do hắn không có lấy một môn công pháp cường đại nào cả. Nếu như có một môn công pháp cường đại, mình làm sao mà thua nhanh như vậy được? Thậm chí đánh bại được Hà Hư cũng không phải là không có khả năng, chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Lâm Phàm nhìn bóng dáng âm u kia, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ bất giác nhoẻn miệng cười. Thất vọng được lắm chỉ có thất vọng thì mới dễ ra tay. Hắn lặng lẽ theo sau đuôi. Tới tận vách núi cạnh tông môn. Bạch hâm ngồi nơi đó, lau khô máu tươi ở khóe miệng, nhìn phong cảnh mênh mông vô bờ trước mắt, không khỏi thở dài. Sư đệ, bây giờ thắng thua không phải là chuyện quan trọng, chỉ cần có ý chí không chịu lùi bước, đó mới là quan trọng. Lâm Phàm đi đến, ngồi ở bên cạnh, thản nhiên tất tiếng. Bạch hâm nhìn thoáng qua người bên cạnh. Đa Tạ sư huynh an ủi, nhưng mà thua chính là thua. Ngươi sai rồi, thất bại là mẹ thành công. Một lần thất bại chỉ làm ngươi phát hiện khuyết điểm của mình thôi. Chỉ cần biết bù lại được khuyết điểm ấy, nhất định sẽ đạt được thành công. Lâm Phàm bắt đầu dở bài canh gà bồi bổ tâm hồn. Mà Bạch Hâm nghe nói như vậy, không khỏi nhìn thẳng nhìn vào sư huynh xa lạ ngồi bên cạnh. Hắn đột nhiên nhận ra sư huynh nói rất có đạo lý. Cảm giác thất bại đã nhạt phai đi không ít lâm phàm cười nói đùa canh gà bồi bổ tâm hồn ngươi đã nghe qua chưa hôm nay vì để bán công pháp đi cứ để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi cái đã sư huynh xin hỏi huynh là ai bạch hâm cảm thấy sư huynh có học vấn như vậy nhất định không phải kẻ tầm thường chỉ nói có mấy câu đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều đương nhiên là phải kết giao một phen lâm phàm vẫy tay ta là ai không quan trọng quan trọng là hôm nay chúng ta gặp nhau coi như là có duyên phận có thể cùng trò chuyện hắn sẽ không để mình bị bại lộ bản thân đây là đang làm chuyện xấu nếu bị phát hiện thì có mà toi cơm sư huynh rốt cục thì tại sao ta lại thua chứ bạch hâm cảm giác như mình tìm được một tri kỷ trong lòng có rất nhiều lời muốn nói muốn tìm người để dốc bầu tâm sự lâm phàm hỏi lại tự ngươi đã biết rõ sao còn hỏi ta làm gì đúng ta biết Tất cả là vì công pháp ta tu luyện không đủ cường đại. Nếu ta có được một môn công pháp cường đại, nhất định ta sẽ không thua. Trong lòng Bạch Hâm hiểu rõ nhưng sau đó lại nuối tiếc nói, nhưng một môn công pháp cường đại quý giá như vậy, chỉ với vốn liếng tích lũy hiện tại của ta căn bản là không mua nổi. 2. Một tiếng thở dài vô vàng xót xa. Sư đệ, ngươi xem đây là gì? Lâm Phàm nhìn quanh nhìn quốc, đảm bảo không có ai mới vén áo khoác lên, lộ ra một môn bí tịch ở ngay sát bên trên quần áo. Bạch Hâm sửng sốt, thốt lên: "Công pháp?" Lâm Phàm rất hài lòng gật gật đầu, đè nhỏ giọng nói: "Cùng phong kiếm pháp, cấp hạ phẩm huyền giai, rất hợp với sư đệ, thấy sao?" Bạch Hâm nuốt nuốt nước miếng, nhưng khi biết được đó là công pháp cấp hạ phẩm huyền giai, lại tỏ vẻ tiếc nuối. "Sư huynh, đây là huyền giai hạ phẩm công pháp, chỉ khi nào tiến vào địa cương cảnh mới có thể tu luyện được." Lâm Phàm đã biết điều ấy từ lâu, nhưng hắn không tin với tài ăn nói của hắn hắn không bán được vật này. Thế ta hỏi ngươi, ngươi nói có thể tu luyện hay không? Bạch Hâm gật đầu. Cái này đương nhiên có thể tu luyện, chỉ là không có nguyên lực thúc đẩy thì sẽ ảnh hưởng đến quy lực mà thôi. Như vậy đi, sư đệ, bất cứ công pháp nào, hình thức thay đổi bản chất cũng không thay đổi. Nếu như ngươi có thể nắm được tinh túy bên trong, cho dù không thể dùng nguyên lực thúc đẩy ra uy lực lớn nhất, nhưng ngươi nghĩ xem có cường đại hơn kiếm pháp ngươi vẫn đang tu luyện hay không lâm phàm nhỏ giọng nói cứ như đang thương thảo một vấn đề không thể để lộ ra ánh sáng sư huynh nói có lý lắm bạch hâm tán đồng lâm phàm cảm thấy lửa đã được nhen kha khá rồi đã có thể đi trực tiếp vào vấn đề chính hắn không tin mình không thực hiện được bèn thở dài một tiếng hai gặp nhau cũng là duyên phận ta với sư đệ coi như vừa gặp đã quen nay sư đệ vì công pháp mà phiền não, sư huynh ta không thể thấy chết không cứu. Mùng cùng phong kiếm pháp này bán cho sư đệ, sư đệ ngươi có muốn mua hay không? Sư huynh, huynh thật sự muốn bán cho ta. Bạch hâm thở dồn dập, nhưng sau đó lại cúi đầu, sư huynh, chỉ sợ là ta mua không nổi. Lân Phàm đương nhiên biết thừa thằng này nghèo kiết xác, công pháp hạ phẩm huyền giai không có 10 vạn trở lên mà muốn mua thì có mà nằm mơ đi. Sư đệ, ngươi nói thật cho sư huynh nghe đi, ngươi có bao nhiêu hiện tại lâm phàm chỉ muốn bán tống bán tháo có thể bán bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bạch hâm nói sư huynh nói thật với huynh toàn bộ gia sản của ta chỉ có hơn hai vạn một chút ta vốn muốn từ từ tích góp mua một bộ kiếm pháp cấp nhân giai mà thôi được ta thấy sư đệ cũng là người thẳng thắn hai vạn thành giao luôn được không lâm phàm nói một hơi a à, bạch hâm sửng sốt sau đó nháy mắt đỏ bừng mặt, sư huynh, đây chính là kiếm pháp hạ phẩm huyền giai, huynh thật sự muốn bán cho ta chỉ hai vạn. Bạch hâm thật sự không thể nào tin nổi. Đây chính là công pháp hạ phẩm huyền giai đó, nếu như mua ở tông môn thì chính là giá trên trời. Đương nhiên, Lâm Phàm nói, Bạch Hâm không thể ngờ trong tông môn lại có sư huynh tốt như vậy, đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Lâm Phàm nhìn quanh quất, rồi nhanh nhảo lấy công pháp ra sư đệ mau mau kiểm hàng chúng ta trao đổi bạch hâm chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng mang tiền tích góp ra đa tạ sư huynh mối đầu tiên thành công tâm tình lâm phàm rất là vui sướng sau đó đứng dậy đi về phía trước đột nhiên lại dừng lại khí tức trầm ổn nói sư đệ sư huynh có lời này muốn nói với ngươi bạch hâm đối với vị sư huynh vô danh này vô cùng cảm tạ gật đầu liên tục sư huynh mời nói lâm phàm hít sâu một hơi chỉ cần tâm không sợ hãi gió mát sẽ thổi đến con đường ở phía trước nhất định có nhiều khó khăn và thất bại thuận theo chiều gió có thể sẽ thoải mái nhưng sẽ không thể đi lên vị trí cao được ngược gió mà đi sẽ đau đớn nhưng mới có thể leo lên được đến đỉnh núi ở trên đỉnh cao nhìn xuống giữ trong lòng một trái tim quả cảm quân lâm thiên hạ nhiệt tình hăng hái hãy nỗ lực mà nuôi dưỡng tấm lòng hướng phật cây xanh sẽ tự nảy mầm hướng thẳng về phía mặt trời lâm phàm tiếp tục đi về phía trước giơ tay lên quay lưng về phía bạch hâm mà vẫy vẫy sư đệ cố gắng lên sư huynh tin tưởng ngươi sẽ thành công bạch hâm đứng thẳng tại chỗ nhìn tấm lưng ở phía xa đang khoác lên ánh nắng chói lòa từ ánh mặt trời chiếu rọi hốc mắt có chút ẩm ướt chưa bao giờ có ai nói với hắn những lời này hắn vô cùng phấn chấn mà nói sư huynh ta sẽ cố gắng hắn gào lên thất bại là mẹ thành công trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải khắc phục khuyết điểm không sợ thất bại thật mẹ nó thoải mái thế là hai vạn vào túi ở một nơi không có ai lâm phàm cất tiền vào những trữ vật sau đó lại cầm ra một quyển bí tịch cất vào trong quần áo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo hắn sao chép cùng phong kiếm pháp thành rất nhiều bản chỉ cần bán hết ra ngoài là khỏi phải lo lắng gì nữa có điều cần phải cẩn thận một chút mới được đây là ở tông môn nếu như bị bắt được thì coi như xong đời một hồi vừa rồi sau này không thể lấy lý do này nữa trên đường có không ít đệ tử đi ngang qua lâm phàm chuyên môn tìm các đệ tử tu luyện kiếm pháp để ra tay những kẻ giàu có thì thôi tư tưởng kiểu bọn đấy có khi chẳng coi mình ra cái gì nói không chừng còn đi tố cáo mình như chơi lúc này một tên đệ tử mang trường kiếm trên lưng rơi vào tầm mắt của lâm phàm hắn liền mau lẹ đuổi theo hai người song song nhau mà đi tên đệ tử kia quay đầu có chút nghi hoặc nhìn lâm phàm không biết thằng này là thằng nào định làm gì không đợi hắn mở miệng lâm phàm liền lên tiếng trước sư đệ cho ngươi xem một thứ hay ho có muốn nhìn hay không đệ tử này có chút không hiểu người này muốn làm gì nhưng vẫn gật gật đầu thứ gì lâm phàm thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ vén một góc áo lên để lộ ra công pháp dắt bên trong công pháp hạ phẩm huyền giai ngươi biết đấy đúng là đồ xịn phải không động tác lén lén lúc lúc giọng nói thì dung tục giống hệt bọn người bán đồng hồ và di động dạo ở trên đường kiếp trước đều hành động lặng lẽ ha ha tên đệ tử này nhìn thấy công pháp thì lập tức cười đến sáng lạn cười bỉ ổi như bắt được vàng ánh mắt trở nên quái dị đồ xịn đúng là đồ xịn hắn hiểu rõ đây là buôn bán công pháp trước kia ở tông môn không phải chưa từng có chỉ là bị chỉ trích một hồi trên cơ bản đã không còn nữa không ngờ mình lại may mắn như vậy thế mà có thể gặp được lâm phàm vừa thấy đối phương có ý muốn mua cười vô cùng sáng lạn sư đệ đi chúng ta đi vô hẻm nhỏ nào từ từ rồi nói chuyện được được mãi cho đến khi ráng chiều hạ xuống lâm phàm đi đến chỗ không người cởi mặt nạ xuống sau đó nhìn nhìn số tiền trong những trữ vật cười đến chói loá đúng là lời to nếu biết con mẹ nó sớm đã sao chép nhiều hơn mấy phần. Mặc dù có vàng bản giá một vạn cũng bán, nhưng tiền thì vẫn là tiền. Dựa vào bản cùng phong kiếm pháp này đã bán được 20 vạn viêm hoa tệ, tốc độ kiếm tiền của mình đúng là nhanh như gió, hiện tại đã có đủ tiền để mua đan dược. Trong lòng thật vui vẻ. Mà lúc này, ở một nơi khác, một đệ tử dẫn theo các sư huynh chấp pháp đi đến chỗ ban đầu lâm phàm buôn bán. Các sư huynh, vừa rồi ta phát hiện có đệ tử vụng trộm buôn bán công pháp chỉ là ta không biết hắn đi đâu mất rồi các sư huynh chấp pháp nhìn nhau chuyện này cần phải điều tra kỹ lưỡng được cái may là lâm phàm chỉ bán một lúc thì không bán nữa nếu mà còn tiếp tục bán thì có khi đi đời nhà ma thật ông số tiền vất vả một ngày kiếm được trong lòng hắn có phần mỹ mãn cuối cùng cũng nhờ vào năng lực bản thân mà kiếm được số tiền này sau đó hắn liền đến luyện đan đường Vô cùng phong độ mua đang dược thượng phẩm Huyền giai. Tuy rằng khi dùng có tác dụng phụ rất mạnh, nhưng có liên quan gì đến mình. Đừng có kể lễ với ta nữa, vì mà cực kỳ đau đớn, tra tấn, những cảm giác đau này đều không là vấn đề. Châm ngôn của ông mày chính là, chỉ cần không nổ tan xác thì không thành vấn đề. Số tiền còn lại hắn chưa động tới, giờ thì hắn đã hiểu rõ, muốn tu luyện đến cảnh giới cao thì cần phải có tiền. Tu vi thấp thì bần cùng là lẽ đương nhiên tu vi cao thì tiền tài không phải vấn đề. Hầu hết của cải đều nằm trong tay một số ít người, phần còn lại trong tay một đám nghèo lỏ, hơn nữa còn đang làm việc cho những có kẻ tu vi cao, đem lại càng nhiều lợi lộc cho chúng. Cũng giống như xã hội ở kiếp trước. Trong phòng, hắn ngắm nghĩa viên đang dược màu đỏ trong tay, không chút do dự nuốt xuống, sau đó lập tức vận công, bắt đầu luyện hóa. Trắc. Lâm Phàm cảm giác xương cốt đang biến chuyển, giống như muốn nổ tung ra vậy, đương nhiên cũng chỉ là cảm nhận, hoàn toàn không thấy khó chịu. Điểm khổ tu không ngừng tăng lên. Đang dược sức mạnh vô cùng lớn, được tích hợp vào cơ thể càng thêm phần gia tăng tu vi. Nếu người khác chứng kiến cảnh này nhất định sẽ bị dọa tới trợn mắt há mồm, tên này tẩm vải đái, dùng loại đang được này mà không có chút khó chịu nào sao. Đương nhiên, chẳng ai ngờ được lâm phàm sở hữu, thân bất tử, hơn nữa còn vô cảm với sự đau đớn ngày hôm sau lâm phàm mở mắt nở nụ cười đắc ý tu vi của ta hãy bùng nổ đi thăng cấp hắn ấn vào dấu cộng tiêu hao 128.000 điểm khổ tu tu vi tôi thể tầng 9, cộng đúng thời khắc đột phá ấy cơ thể lâm phàm có sự thay đổi vô cùng lớn toàn thân bên trong như muốn nổ tung ra tất cả xương cốt nội tạng tủy xương đều đạt đến đỉnh điểm so với tôi thể tầng 8 lúc trước quả thực có sự khác biệt quá lớn, chính là sự thay đổi về sức mạnh. Tên thanh manh hồi trước chính là tôi thể tầng chính, hoàn toàn dựa vào hình thức cấp bậc để chèn ép các huynh đệ của ta. Nếu không phải nhờ bản thân tu luyện Lan Nha bổng mạnh mẽ đến cảnh giới cao như vậy, e rằng cũng khó mà chèn ép được thanh manh. Kiểm tra bản điều khiển Tính danh, Lâm Phàm Tu Vi, tôi thể tầng 9, cộng Điểm khổ tu, 58.654 điểm tích lũy, 340. Thiên phú, thân bất tử. Trúc thưởng, thanh đồng, 100, bạch ngân, 300, còn lại chưa được mở. Tu luyện liên tục từ tối đến sáng quả thực không lãng phí một giây phút nào, hơn nữa kết hợp với đang dược còn tích lũy được đủ điểm khổ tu trị, một bước đột phá đến tôi thể tầng 9. Còn chuyện tiến vào địa cương cảnh đã nằm trong tầm với rồi, chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi mục tiêu hiện tại chính là kiếm thêm điểm tích lũy để nâng cấp lan nha bổng mạnh mẽ đến cấp 9, lên cấp 9 cần 2.600 điểm tích lũy, cũng không quá nhiều, đi đánh một đám yêu thú là được. Tinh thần sảng khoái, toàn thân dễ chịu. Lúc Lâm Phàm bước ra thì phát hiện bên ngoài có không ít các đệ tử mặc áo giáp, không khỏi có chút nghi hoặc. Các đệ tử chấp pháp đường đang làm gì vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm thầm nghĩ và rồi hắn nhìn thấy Lã Khải Minh đang đứng quan sát đằng xa, lập tức tiến đến. "Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Phàm hỏi. Lã Khải Minh nhỏ giọng đáp: "Nghe nói hôm qua có đệ tử lén lúc bán trộm công pháp, người của chấp pháp đường liền bắt đầu đi kiểm tra rồi." Lâm Phàm nghe thấy lời này liền giật mình, chẳng phải là đang nói chính mình sao? "Vậy có phát hiện được manh mối gì không?" Lâm Phàm hỏi nhỏ, "Nếu bị phát hiện thì sẽ phải rời khỏi đây." mà hiện tại hắn vẫn chưa muốn đi lắm nơi này mọi người đều biết đối nhân xử thế nói chuyện lại dễ nghe vô cùng thích nơi đây mà còn chưa hưởng thụ đủ nữa không có chỉ là có đệ tử báo cáo chấp pháp đường liền tới điều tra một chút cũng không biết vị huynh đệ nào lại to gan như vậy trước đây những môn đệ lén lút buôn bán công pháp đều bị bắt quy án chịu phạt rồi không ngờ vẫn còn có kẻ dám làm lã khải minh cảm thán vẻ mặt có chút bối rối có lẽ bởi vì bản thân chưa từng gặp phải kẻ buôn bán trộm công pháp như này. Nói chung là kiểu buôn bán công pháp chua như này rẻ hơn rất nhiều so với tông môn. Lâm Phàm thở vào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện, nhưng trong lòng cũng thầm rủa không biết là kẻ nào tố giác, thực khốn nạn. Ấy, sư đệ, sao ta cảm thấy hôm nay đệ có gì đó không giống với thường ngày? Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm thực sự cảm thấy có chỗ không giống, nhưng mà không giống ở điểm nào thì nhất thời không nói ra được lâm phàm ngó trên ngó dưới bản thân thay đổi sao xem ra là do tu vi thăng cấp toàn thân đều phát ra sinh lực chắc là trở nên đẹp trai hơn rồi lâm phàm tự đắc đáp lã khải minh không còn lời nào để nói sư đệ thực quá tự luyến thôi tốt nhất là không nên vạch trần ra không còn chuyện gì nữa lâm phàm liền chào tạm biệt lã khải minh hắn còn bận làm việc lớn cần phải đi kiếm nguyên liệu chế tạo lựu đạn thế là liền lập tức xuất phát vài ngày sau lâm phàm nhìn những trữ vật có hàng trăm quả lựu đạn không khỏi nở nụ cười sung sướng lần này đã chuẩn bị ổn thỏa có thể thỏa sức làm càng rồi lũ yêu thú ta đến đây hy vọng các ngươi đừng quá đau buồn ta sẽ nhẹ nhàng với các ngươi sáng sớm hắn sắp xếp thu gọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tông môn sư đệ đệ đi đâu vậy âm tiểu thiên và cao đại trắng lúc nào cũng ở cùng nhau cứ mỗi lần xuất hiện đều có mặt cả hai người. Lâm Phàm cứ thắc mắc trong lòng, có khi nào hai người này có gì đó thiệt không? Nhưng đành phải tạm gác lại vấn đề này, dù sao thì nói thẳng ra cũng khiến người khác khó lòng chấp nhận, vậy quả thực không ổn. Để ra ngoài có chút chuyện, âm sư huynh, các huynh tới làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Âm Tiểu Thiên cười đáp. Ta cùng cao sư huynh của đệ gần đây ở tông môn hoài có chút buồn phiền nên định đi dạo qua Thành Vân Lạc giải sầu chút, sư đệ có cùng đường không? Hắn đương nhiên không muốn đi cùng với hai người này. Muốn làm chuyện đại sự mà lại có người bên cạnh thì thực vướng chân vướng tay, bèn đáp. Sư huynh, không cùng đường rồi, đệ đi ngược đường với các huynh. Thôi được, sư đệ, vậy hai huynh đi trước đây, đi ra ngoài nên chú ý an toàn. Âm Tiểu Thiên và Cao Đại Tráng vẫy tay chào lúc này lâm phàm đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức rời tông lần này không cày đủ điểm tích lũy hắn tuyệt đối sẽ không quay về và hắn gấp rút lên đường kể cả đêm khuya cũng không nghỉ ngơi ba ngày sau lâm phàm nhìn rừng cây ung tùng trước mắt khuôn mặt lập tức lộ vẻ tươi cười lũ yêu thú ta đến rồi đây rừng tê hà đây là nơi lũ yêu thú sinh sống phạm vi cả khu rừng rất rộng bọn yêu thú phía ngoài bìa rừng thì không đáng nhắc tới nhưng nếu tiến vào sâu trong rừng sẽ gặp phải yêu thú cấp địa cương cảnh thậm chí còn có cả yêu thú thiên cương cảnh vô cùng nguy hiểm đối với lâm phàm mà nói mục đích chính là cày điểm tích lũy chẳng hề nghĩ tới đi gây hấn với loại đại yêu thú đáng sợ như vậy một thân một mình tới đây thực có chút căng thẳng nếu bị yêu thú bao vây nhất định sẽ chỉ còn đường chết không chết thì cũng bị lột da nhưng đối với kẻ điên khùng như Lâm Phàm thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn hoàn toàn không thèm để mắt tới khu vực phía ngoài rừng, tiếp tục đi sâu vào trong. Một đàn sói xám. Lâm Phàm lập tức bỏ qua vài chục con sói xám đáng thương, không buồn ra tay. Lần trước đã giết sạch cả một đàn đông đúc, cũng nên để cho chúng cơ hội nghỉ ngơi phát triển nữa. Hú. Đi sâu đến một phạm vi nhất định, tiếng gầm gừ của yêu thú càng ngày càng nhiều, mà tiếng gầm gừ này tựa như tiếng sấm vô cùng vang dội. Lắng nghe tiếng vang liền biết được yêu thú có tiếng cầm dữ dội đến thế nhất định không phải loại tầm thường. Lâm Phạm nghênh ngang bước tới, cây cối xung quanh cũng trở nên to lớn hơn, độ ẩm thấp ngày một tăng lên. Đúng lúc này, mắt hắn sáng lên, một đàn yêu thú xuất hiện phía sau những khối đá lớn ở bãi đất trống trước mặt. Diều hâu tích giác. Hình dáng chúng trông như diều hâu thường, trên đầu mọc một sừng trắng dài, giống với xương cột sống của người, bốn móng vuốt dài sắc bén nhọn hoắt, đuôi mảnh và dài, phía sau đuôi mở ra là hàm răng nhọn có thể cắn kẹp. Trong nhóm yêu thú chưa đạt tới địa cương cảnh, loại yêu thú này đã thuộc dạng khó nhằn. Thường thì chúng đều là tôi thể tầng 6, tầng 7, nhưng cũng có có cả tôi thể tầng 8. Các môn đệ có thực lực ngang hàng với loại yêu thú này còn không dám gây hấn. Bởi vì tốc độ của lũ yêu thú này rất nhanh. Ngoài ra toàn thân chúng trên dưới đều có tác dụng công kích, đặc biệt là phía sau đuôi khiến người khác khó phòng bị được. Nếu đột nhiên bị nó lướt qua cắn kẹp cho thì có thể bị cắn nát cả người. Được lắm. Lâm Phàm nở nụ cười, đếm kỹ có khoảng gần 20 con, nếu giết sạch được bọn chúng thì nhất định sẽ kiếm được một mớ điểm. Hắn nấp về phía sau, không chút do dự lôi lựu đạn ra, kéo chốt rồi ném thẳng vào trong. Từng quả từng quả lựu đạn được ném ra không chút do dự, cứ nổ chết một loạt đã rồi tính tiếp đám diều hâu tích giác đang nghỉ ngơi nghe thấy tiếng động liền lập tức có phản ứng quan sát xung quanh khi nhìn thấy một vật có hình tròn lăn tới lũ yêu thú còn đang nghi ngờ không biết là thứ đồ gì trong đó có một con diều hâu tích giác còn tưởng là đồ ăn há mỏ nuốt luôn quả lựu đạn đối với loại yêu thú dưới địa cương cảnh này tưởng chúng có trí thông minh thì chỉ là trong mơ mà thôi hay chúng mày chết cũng không oan đâu lâm phàm chứng kiến cảnh này thì chẳng muốn nhiều lời nữa ngay cả lựu đạn của ta cũng dám nuốt, không biết bọn này lấy dũng khí từ đâu ra. Hắn đếm thầm 7 giây. Bùng. Quả lựu đạn nổ tung trong nháy mắt. Điểm tích lũy cộng 60. Điểm tích lũy cộng 70. Điểm tích lũy cộng 60. Lâm Phàm dựa lưng vào tảng đá, mắt hơi nhắm lại. Nghe thấy những tiếng nổ vang dội này, hắn không muốn nói gì nữa, trong lòng vô cùng thương cảm vạn vật trên thế gian đều bình đẳng như nhau, các ngươi có quyền sinh tồn. Nhưng không còn cách nào khác, các ngươi không chết thì là ta chết. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể trở thành người, không phải làm yêu thú nữa. Kết thúc cầu nguyện. Lâm Phàm lấy lan nha bổng từ trong những trữ vật ra, vẽ mặt bá đạo, sau đó nhảy ra từ sau tảng đá. Giết. Giữa tâm vụ nổ, con diều hâu vương sững sờ chứng kiến tất cả đến bây giờ nó vẫn chưa kịp có phản ứng gì, các tiểu đệ rốt cục bị sao vậy, sao đột nhiên lại bị nổ tan tác thế này. Bùng! Tiếng nổ lớn từ bên trái truyền đến. Diều hâu vương lập tức quay lại, tiểu đệ vừa nãy còn lành lặng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Rốt cục là có chuyện gì, cũng không thấy kẻ địch, sao tất cả lại biến mất thế này. Giết! Đột nhiên, nó nghe được giọng nói loài người chỉ thấy phía trước là một con người đang vác vũ khí cực lớn xông về phía mình chuyện này khiến diều hâu vương vô cùng phẫn nộ nó rít gào một tiếng lao ra tấn công đối phương chật chật lâm phàm không ngờ con diều hâu vương này may mắn như thế nhiều lựu đạn như vậy mà không nổ chết nó còn bắt mình phải dứt điểm lan nha bỗng mạnh mẽ mang theo uy lực vượt trội bùng nổ diều hâu vương vô cùng mạnh nhưng cũng không phải sắt thép một chùi y nện xuống lập tức bị nổ tan xác Điểm tích lũy cộng 80 Sản khoái Kiểm tra điểm tích lũy đã được 1 mươi điểm Trận đầu toàn thắng, thuận lợi tiến lên Hiện tại, Lâm Phàm vô cùng tự tin với con đường phía trước Nơi đây không thiếu yêu thú, chỉ cần tiếp tục cố gắng Muốn trở thành ông trùng điểm tích lũy chỉ còn là vấn đề thời gian Lông yêu thú thực ra cũng có chút giá trị Nhưng sức mạnh của bọn yêu thú này quá yếu, không thèm để mắc tới nữa trừ phi là yêu thú cấp cao mới có thể khiến hắn để mắt tới không nói chuyện khác nữa tiếp tục tìm yêu thú rồi tiến hành oanh tạc ở trong rừng tê hà một lúc tiếng gầm gừ ở khắp mọi nơi những con yêu thú cấp thấp nghe thấy tiếng gầm rú đều bị dọa chạy tán loạn còn con nào nữa lâm phàm vác lan nha bỗng bước đi trong rừng hắn cảm giác như đã trở thành bậc đế vương ném pháo đang hành tẩu chỉ cần có yêu thú sẽ có bóng dáng hắn lũ yêu thú dưới địa cương cảnh đều đã bị pháo nổ cho tan tác, đang tháo chạy khắp nơi. Đối với loại yêu thú này, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đều không là gì so với lựu đạn. Một quả lựu đạn không đủ thì hai quả, không tin không trừng phạt được lũ này. Kiểm tra điểm tích lũy, đã đạt được 6.000 điểm. Thu hoạch được nhiều như vậy đã khiến Lâm Phàm cực kỳ hài lòng. Không phải do lười biến mà vì địa bàn của yêu thú vô cùng nhỏ bé so với cả khu rừng Tê Hà rộng lớn. Đối với Lâm Phàm mà nói, muốn vượt sang khu vực khác cũng phải mất chút thời gian. Về phần địa bàn nằm sâu trong rừng của đại yêu thú, hắn tạm thời chưa suy tính tới. Gặp phải yêu thú địa cương cảnh thì phiền phức rồi. Hơn nữa cũng không kiếm chắc được nhiều bằng bọn yêu thú này. Lúc này, trong một hang động tối ở trong rừng Tê Hà, đột nhiên xuất hiện hai tròng mắt đỏ ngầu. Hai tròng mắt đỏ kia giống như đá hồng ngọc, ở trong hang động tối trở nên vô cùng chói mắt. Rừ một tiếng gầm lớn từ trong hang động phát ra ngoài âm vang vô cùng lớn phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh nó vốn đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những âm thanh chói tai kia bùng bùng tiếng nổ này khiến nó vô cùng giận dữ rốt cục là kẻ nào lại dám lẫn vẫn gần địa bàn của nó tạo ra thứ âm thanh vô cùng khó chịu này nó muốn nghiền nát đối phương thật tàn bạo ở cửa hang một bóng dáng to lớn bò ra từ bên trong sau đó nó đứng thẳng lên phát ra hơi thở đáng sợ. Hay, lũ yêu thú bọn bay đâu hết rồi. Lâm Phàm rạo rực, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Nhìn điểm tích lũy tăng vùng vụt, hắn cảm nhận được một loại khoái cảm khó diễn tả bằng lời. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều lựu đạn, nhất định phải dùng hết mới quay về. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ cực đại vang đến, vang vọng cả trời đất, những chiếc lá trên cây cổ thụ ào ào rụng xuống. Lâm Phàm bịt tai lại. Ôi đẹp, rốt cục là tiếng gầm của loại yêu thú gì mà chỉ dựa vào tiếng gầm thôi đã có uy lực lớn như vậy, thật quá đáng sợ. Lâm Phàm thầm cảm thán. Không thể dây vào. Không thể dây vào. Suy tính của hắn chính là chuyên chọn những con nhỏ mà xử, còn những con lớn thì cứ để về sau rồi tính. Ý, trời hình như tối rồi. Lâm Phàm bất chợt phát hiện dường như có một bóng trăm bao phủ lấy mình, mà bóng trâm này càng lúc lại càng lớn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên hắn liền tròn mắt kinh ngạc, lập tức gào thét. Cái đệt! Con khỉ to vải này ở đâu chui ra vậy? Ma vượng mắt đỏ, cường đại yêu thú trên địa cương cảnh, là hậu duệ của hung vượng thời cổ, vô cùng hùng mạnh, khát máu, trong đám yêu thú thuộc lại khó đối phó nhất. Rầm! Con yêu thú to lớn che phủ cả bầu trời, trong chớp mắt che khuất luôn lâm phàm. Rồi nó nhảy mạnh xuống đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Lấy vị trí của Lâm Phàm làm trung tâm, mặt đất nứt ra chi chít tựa như một mạng nhện dày đặc. Lâm Phàm chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay khổng lồ bao trùm. Hự hự. Một vũng máu nhuốm đỏ bàn tay của ma vượng mắt đỏ. Lâm Phàm, xong. Ma vượng mắt đỏ đứng đó, bắp thịt nổi lên cuồn cuồn cuộn trong rất dữ tận, quanh người nó lại tản ra bầu không khí hết sức khủng bố. Nó lắc lắc bàn tay, để cho máu thịt dính trên tay văng đi. Trong mắt nó, kẻ kia cũng chỉ bé nhỏ không khác gì con kiến, chỉ một bàn tay là có thể đập chết tươi. Tất cả yêu thú trong vùng phụ cận có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo này đều nằm rạp xuống đất, Trung bần bật. Dưới sự bức bách của vương giả, chúng nó không thể phản kháng. Hỗn hển. Ma vượng mắt đỏ vì ra hơi khói trắng nóng hầm hập từ trong mũi. Hai tròng mắt nó đỏ như máu, trông vô cùng hung lệ trên lồng ngực nó chi chít là khe rảnh của những vết sẹo nó thô lỗ đập hai tay lên ngực trống một tiếng vang vọng chấn động đất trời như một lời uy hiếp khiến vạn vật phải thần phục để tuyên cáo trong địa bàn của nó không cho phép bất cứ sinh linh nào bén mãn càng quấy với con kiến dám quấy rầy này nó đã chẳng mảy may nương tay và rồi nó xoay người rời đi cái bóng hung dữ to lớn ấy bước đi trong rừng sâu khiến muôn loài tránh né không có một con yêu thú nào dám tiến lên trước mạo phạm đến nó. Yêu thú trên cấp địa cương cảnh chính là khủng bố đến nhường ấy. Mười giây sau, giữa vũng máu đỏ lòng trên mặt đất, một thi thể nhơ nhớp máu dần dần mở mắt. Mẹ kiếp, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Lâm phàm từ cái vũng ấy bò ra, nhìn thân thể trần như nhộng của mình, cả người liền đờ ra. Sau đó hắn rút một bộ quần áo từ trong những trữ vật ra mặt vào hình như là trời đột ngột tối rồi có một con khỉ tới đập mình một chưởng sau đó mình không còn cảm giác được bất cứ chuyện gì xảy ra nữa lúc này hắn chú ý đến mặt đất dưới chân mình đất nước ra thành từng khe lớn kéo ra rất dài rất xa nhìn không thấy giới hạn khủng bố thật hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có ý nghĩ này mình bị một con khỉ giết chết hơn nữa còn không có chỗ trở tay đẹp mợ mi ông đây đánh yêu thú kiếm điểm tích lũy thì chọc éo gì tới mi coi như mi giỏi cũng cậy mạnh hiếp yếu quá rồi đó lâm phàm chửi thề trong lòng thật sự rất khó chịu hắn bị giết chết không rõ ràng còn chưa kịp nói lời một lời hai đã nghẽo con mẹ nó rồi bảo hắn nhìn sao cho thấu mi chờ đó cho ta thù này ta sẽ ghi nhớ kỹ tuy ta cũng không rõ ngươi là cái giống gì nhưng sau này chỉ cần gặp bọn khỉ ta nhất định sẽ làm gỏi hết sạch thời khắc này lâm phàm đã ký kết ân oán với bộ tộc ma vượng mắt đỏ rồi vừa rồi hắn còn chẳng biết mình chết ra làm sao vẫn hơi sợ hãi bây giờ xem ra nơi này có thằng trùng nào đấy không thể đụng vào vậy thì mình kiếm chỗ nào xa xa một chút chọc không nổi mi ok ông lượng là được chứ gì thất bại nhất thời không thể bào mòn đi lòng hăng hái kiếm điểm tích lũy của lâm phàm hắn vỗ vỗ quần áo tiếp tục đi về phía trước con đường bạo phá yêu thú vĩnh viễn sẽ không chấm dứt sau khi đi được một đoạn lâm phàm dừng lại trước mắt lại có yêu thú hơn nữa vẻ mặt của bầy yêu thú này có chút khiếp đảm dường như chúng vừa bị thứ gì dọa sợ Hê hey, hey, cơ hội lại tới rồi tâm trạng hắn cực kỳ tốt nơi này là thiên đường của yêu thú cũng chính là thiên đường kiếm điểm tích lũy của mình yêu thú địa cương cảnh mình trêu không nổi thì mình bắt nạt bọn yêu thú tôi thể cảnh thôi nghĩ đến đấy hắn liền lấy lựu đạn ra canh thời gian thừa dịp đám yêu thú này vẫn còn đang ngáo ngơ cứ thế mở màn bùng tiếng nổ mạnh lại bùng lên vang vọng cả đất trời đối với bầy yêu thú mà nói đây chính là âm thanh đoạt mệnh nhưng đối với lâm phàm đây mới là âm thanh của thiên đường trong một hang động nào đó ma vượng mắt đỏ đang nằm sấp ngủ say đột nhiên nó mở hai tròng mắt màu máu lóe ra hung ác vô cùng nó lại nghe được tiếng ồn kia âm thanh ầm ĩ ấy cứ cuồn cuộn không ngừng Hú! tiếng trống giận dữ phẫn nộ từ trong hang động truyền ra ngoài lũ yêu thú sống trong lãnh địa của ma vượng mắt đỏ không biết chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc là giống loài nào có thể khiến cho bá chủ phẫn nộ như thế ma vượng mắt đỏ xuất chinh một yêu thú vô tri cấp địa cương cảnh tầng một xuất hiện ở trước mặt ma vượng ma vượng thẳng tay chộp lấy nó nhét vào miệng máu đỏ bật ra từ hàm răng sắc bén của nó nhụn đỏ một mảng khiến cho ma vượng vốn đã vô cùng dữ tợn nay lại trông càng thêm hung ác. Nó nhúng chân xuống, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm ra xa, phát ra một sức mạnh mãnh liệt. ầm, uhm. Rồi tựa như ti chớp, nó biến mất về phía chân trời. Tâm tình lúc này của Lâm Phàm rất vui sướng, điểm tích lũy tăng không ngừng, đã gom góp được đến 7.520 điểm. Hắn chưa từng tích trữ được lượng điểm khổng lồ như vậy bao giờ. Nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn, số điểm tích lũy này đã đáng là bao nhiêu. Chỉ là đám yêu thú này có hơi khó tìm, hình như đã trốn hết rồi, làm hắn có chút không biết phải làm sao. Lúc này, hắn phát hiện xa xa có đàn chim cất cánh bay, những đôi cánh đen tuyền che lấp ánh mặt trời, cảnh sắc hùng tráng vô cùng. Đúng vào lúc đó, một bóng đen to lớn xuất hiện nơi chân trời, chặn đứng đàn chim trên đó. Hắn thấy mà choáng váng, nguyên một mảng trời đất vốn đen tuyền cuối cùng lại biến thành một biển máu lại là cái gì nữa đây? Lâm Phàm ngu người, trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn cũng không cần biết là chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp kéo lựu đạn. Rầm. Một thân ảnh to như quả núi đáp xuống, khiến cho mặt đất rung lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm thấy một con yêu thú to lớn đến như thế. Nếu lôi con cự thú chiến tranh ra so, chỉ có nước gọi con này là sư phụ. Hai tròng mắt ma vượng mắt đỏ hung lệ nhìn chầm chầm con kiến bé nhỏ kia tất cả những tiếng ồn vừa rồi chính là do cái thứ con người bé nhỏ này gây ra nó sắp điên lên mất thính giác của ma vượng mắt đỏ rất nhạy bất cứ âm thanh nhỏ nào qua tai nó cũng đều sẽ phóng đại vô số lần mà thứ âm thanh này lại nổ đến chói tai như thế khiến nó khó có thể chịu được lâm phàm đứng ngây ngốc tại chỗ trái tim nhảy ngược lên cuốn họng rồi khủng bố thật sự quá khủng bố cái khí tức bức người này chắc chắn chỉ có trùng cấp địa cương cảnh mới có thể có được Ma vượng mắt đỏ dơ lên một chưởng, che kín cả đất trời, hết thảy đều lọc thỏm trong bàn tay nó. Lâm Phàm không có bất cứ do dự nào, lập tức giơ tay đầu hàng. Anh ơi, là em sai rồi, không cần anh động thủ đâu, em tự đến được. May mà hắn đã tính trước, mở sẵn chút lựu đạn. Bùng. Nháy mắt nổ tung trời. Nháy mắt ngủng củ tỏi. Ma vượng nhìn con người nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất kia cũng không hề rời đi nó mạnh mẽ giơ hai tay lên đập thẳng xuống thi thể lâm phàm muốn ngược đãi xác chết hả trời oanh mặt đất chấn động dư âm khuếch tán tới bốn phương tám hướng cổ thụ xung quanh đổ rạp đầy đất hố sâu càng lúc càng lớn mà thi thể lâm phàm đã bị đập cho nát nhừ có lẽ cũng chỉ còn lại có máu thịt mà thôi ma vượng muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng đối với thứ con người dám đến khiêu khích mình này nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua sau khi đã trút xong lửa hận trong lòng ma vượng nhảy lên biến mất tại chỗ mười giây sau lâm phàm mở hai tròng mắt hắn cũng nổi giận rồi lại bị thằng mặt loàn kia dập cho thành thịt xay đờ mờ đã bảo là để bố mày tự xử còn ngược đãi thi con mẹ nó thể đéo gì còn trái tim không vậy được cái giờ hắn cũng đã hiểu ra chỗ này có xếp sòng cai quản mình mà muốn lồi lõm e là không dễ dàng chỉ là có vậy mà khiến mình co vòi sao nếu đàng hoàng mà nói với ta là tiếng động ta gây ra làm ồn đến mi rồi ông nội mi có thể sẽ nể tình vì thực lực của mi mạnh hơn mà chấp nhận đổi sang nơi khác nhưng giờ thì ha ha đừng có mà nằm con mẹ nó mơ có chết bố mày cũng phải lôi mày theo cùng nếu không phải có thân bất tử e rằng mình đã sớm xuống mồ tuy rằng mình tài năng ngút trời nhưng đối với thực lực chân chính trước mặt không chết là chuyện không thể thậm chí hy vọng sống lé loi cũng không tồn tại. Ở trước mặt kẻ mạnh chân chính mà muốn không chết thì quá khó. Hắn giờ đã biết yêu thú giết mình hai lần chính là ma vượng mắt đỏ, là hậu duệ của mảnh thú thời hoang cổ. Được kế thừa huyết thống từ tổ tiên, sức mạnh của nó vô cùng cường hãn. Xem cảnh giới tu luyện của nó, có lẽ cũng đạt đến địa cương cảnh tầng 20, không rõ là tu luyện được đến tầng bao nhiêu. Ma vượng mắt đỏ tìm đến mình chắc cũng là vì mình ném lựu đạn, tiếng nổ mạnh kia đã ảnh hưởng đến nó lâm phàm điều chỉnh lại tâm tình cho tốt đánh bay đống cảm xúc tiêu cực mi đã chán ghét thanh âm này thì ta nhất định sẽ phá mi chịu không nổi mới thôi sau khi trở lại sơn động của mình ma vượng lại tiếp tục ngủ say con người nhỏ bé kia đã bị nó đập chết nhưng trong lòng nó cũng dấy lên nghi hoặc con người ngày nay ngu xuẩn như thế sao chết một thằng lại thằng khác mò đến đúng là lũ chán sống trong mắt ma vượng thân thể lâm phàm rất bé nhỏ hơn nữa con người ai cũng đều có bộ dáng giống nhau đến vậy nó cũng chẳng phân biệt nổi có phải cùng một người hay không yêu thú cấp địa cương cảnh đã có chỉ số thông minh rồi hơn nữa nó còn là hậu duệ của yêu thú thời thái cổ chỉ số thông minh cũng không thấp chẳng qua là chưa nói được tiếng người mà thôi ma vượng dần dần ngủ say đột nhiên âm thanh chói tai kia lại truyền đến ma vượng không thể chịu được nữa Cả sơn động lại bắt đầu rung lắc dữ dội. Nó phẫn nộ hết sức, cái lũ loài người đúng là chán sống. Sau khi Lâm Phàm đi dạo một vòng, hắn rất may mắn lại phát hiện ra yêu thú. Dựa trên nguyên tắc gặp được yêu thú chắc chắn phải thu hoạch, đương nhiên hắn không bỏ qua. Về phần ma vượng mắt đỏ kia, muốn đến thì đến đi, bố sợ mày chắc. Điểm tích lũy cộng 50. Điểm tích lũy cộng 60. Điểm tích lũy không ngừng tăng lên bây giờ hắn cũng rất vừa lòng. Toàn bộ chỗ điểm này là do mình bỏ mạng ra mà cày, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Ở nơi xa, trời đất bỗng hóa một mảnh mù mịt tối đen. Lâm Phàm nở nụ cười, đến đúng lúc lắm, giờ ta tuyệt đối sẽ không co vòi nữa đâu. Làm con người bé nhỏ tất nhiên phải khiêu chiến quyền uy của ngươi. Hắn lấy lan nha bỗng từ trong những trữ vật ra vác trên vai, chăm chú nhìn lên trời, ý chí chiến đấu cuồn cuộn trong ánh mắt bốc ra hừng hực. Trầm. Ma vượng mắt đỏ đáp xuống trước mặt Lâm Phàm, há miệng rít gào dữ tợn. Gào cái phát, ngươi gào được, ta cũng gào được, Lâm Phàm hít sâu một hơi, dài giọng hét a a a, mãi đến khi sắc mặt đỏ bừng mới chịu ngừng lại, Vung Lan Nha bỗng chỉ vào ma vượng, ngậm cái loàn mày lại, có giỏi thì xông lên, ông sợ đéo gì mày. Nhận lấy chiêu của ta đi. Sức mạnh Lan Nha bỗng bùng nổ. Lâm Phàm mang theo khí thế bất khuất, ánh mắt sắc bén, cả người bùng nổ chiến ý lao vào ma vượng mà chém. Ma vượng không nghĩ con người bé nhỏ như thế mà dám khiêu khích nó, vung cánh tay lên, không gian trong nháy mắt méo mó, gió lớn đổi lên làm mặt đất cuộn hết cả lại. Một chưởng của nó tung ngay chốc mục tiêu. ầm, uhm. Ngay cả một cơ hội phản kháng lâm phàm cũng không có, dưới sức mạnh to lớn tuyệt đối kia, cơ thể hắn nổ tung trong nháy mắt, một dòng máu phiêu đảng chảy xuống. Gừ. Ma vượng trống giận, như là đang nói, đây chính là kết cục khi kiêu chiến ta. Trận chiến giữa loài người bất khuất và yêu thú hung tàn, không đến một giây đã kết thúc hoa lệ. Chấm dứt bằng sự tàn bại của loài người. Ma vượng quay lưng, mang theo hung uy tối cao mà rời đi. Mười giây sau. Lâm phàm tỉnh rồi, không khỏi thở dài hơi tiếc nuối, mình đã lấy hết sức ra mà đánh, thế nhưng ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Thật sự quá mất mặt nhìn nơi ở của ma vượng nơi xa xa kia, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi thẳng tới trước. Về chuyện mới lúc nãy hắn coi như chưa hề xảy ra, nếu bản thân mình sống lại, thì đã là một thân thể mới. Cái gì gọi là bại trận, vốn dĩ không hề tồn tại. Đệt mịa. Yêu thú đi đâu hết mẹ rồi. Lâm phàm cảm giác yêu thú trong khu vực này càng ngày càng ít. E là nguyên nhân do ma vượng mắt đỏ dọa toàn bộ yêu thú chạy hết rồi. Nhưng may thay, còn một ít yêu thú chưa rời đi, hắn tiếp tục tiến hành công việc tìm kiếm điểm tích lũy của mình. Bùng! Tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Lâm Phàm cười ha ha, đáng lẽ chỉ cần 10 lựu đạn là xong xuôi, nhưng hắn cứ thế ném nhiều hơn. Hắn ném nhiều lựu đạn như vậy không phải là vì xa xỉ, mà là vì hắn ghê tởm ma vượn mắt đỏ kia. Bên trong sơn động, ma vượn mắt đỏ lại mở con mắt đỏ lòng như máu, lao về phía xa mà tàn sát. 5 phút đồng hồ sau. Lâm Phàm, ngủ. 1 giờ sau. Lâm Phàm, ngủ. 2 giờ sau. Lâm Phàm, ngủ. Mặt trời đã vắt ngang trời tây, chậm rãi hạ xuống, trời tựa như tối dần. Bùng. Ở sâu trong rừng rậm Tê Hà cứ thế vang lên những tiếng nổ quen thuộc. Ma vượng mắt đỏ trừng con ngươi đỏ như máu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đi ra khỏi hang động nhìn về nơi xa xa phát ra âm thanh kia, nó vẫn chưa hành động, nhưng quanh người đã tỏa ra khí tức khủng bố, cuồng bạo. gừ, ma vượng mắt đỏ tức giận trống lên, song chưởng hợp lại tạo ra sức mạnh lay động đất trời đập thẳng lên sơn động. ầm, uhm. sơn động sập. ma vượng không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, lao về phía phương xa. loài người, ta nhớ kỹ các người rồi, ta đi. rừng rậm tê hà vô cùng lớn chẳng lẽ còn không có chỗ cho ma vượng mắt đỏ ta sống được hay sao đối với bọn con người này nó không muốn nói nhiều lời cũng không muốn nhớ lại nó đã nghiền nát bọn chúng bao nhiêu lần nó chỉ nhớ chuỗi thanh âm này cứ kéo dài vĩnh viễn không dứt đã sớm làm nó phát điên ở thời khắc như này mình đáng lẽ phải ngủ say chứ không phải thức tỉnh lâm phàm đã làm tốt công tác chuẩn bị liều chết cùng ma vượng mắt đỏ nhưng hắn đợi hồi lâu cũng không thấy bóng dáng nhất thời liền phá lên cười muốn đấu cùng ta, có mà nằm mơ giữa ban ngày. Không đến đập ta nữa chứ gì, vậy ông đây cày điểm tích lũy tiếp. Mục tiêu lớn nhất của hắn lúc này là kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy càng tốt. Hơn nữa thu hoạch hiện tại cũng rất tốt, đã tích lũy được 12.500 điểm rồi. Hắn chẳng ngại trời đã đen như mực, cũng không hề ngưng tay. Con đường trở thành kẻ mạnh không hề có khái niệm nghỉ ngơi. Nếu bản thân không có động lực cố gắng, sẽ trở thành phế nhân một đêm này không yên nhất là khu vực có nhiều yêu thú lại càng không thể ngủ được hết thảy đều đã trải qua tuyệt vọng có yêu thú còn dắt díu cả nhà rời xa nơi này rời khỏi thiên đường mà chúng tràn ngập thương yêu chúng thật sự đã chịu đựng đủ rồi nơi đây đã không còn là mái ấm của yêu thú nữa tiếng đổ rang cứ vang lên không ngừng muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi nếu không thể nghỉ ngơi đàng hoàng ngày hôm sau lấy đâu ra tinh lực để tiếp tục sinh tồn vì an toàn của bản thân, chúng nó đành rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau, Lâm Phàm đánh đuổi hết một đêm cũng rất mệt, đến phát khổ vì tìm yêu thú. Hắn sờ soạn một chút trong những trữ đồ, trống rỗng. Đù, lựu đạn hết mất rồi, xem ra phải dừng việc cày điểm ở đây thôi. Hắn kiểm tra lại điểm tích lũy một chút. Hai mắt hắn lập tức sáng lên. Điểm tích lũy, 28.510. Khi nhìn đến số điểm tích lũy này, cả người đều tràn ngập tinh thần. Có chỗ điểm tích lũy này, hết thảy đều không cần phải lo nữa. Cuối cùng cũng đạp được lên cảnh giới nhân sinh rồi. Viêm Hoa Tông Hôm nay khác với ngày thường, bởi vì đội ngũ sứ đoàn Nhật Chiếu Tông sẽ đến đây. Đối với đệ tử Tông Môn mà nói, bọn họ hận không thể úp sọc lũ đệ tử Nhật Chiếu Tông một trận như tử. Tuy nhiên giữa các môn phái bọn họ vẫn cần có quan hệ qua lại. Trên các nẻo đường trong Tông Môn các đệ tử túng tụng với nhau thành từng đám trò chuyện trên mặt bọn họ không giấu được sự căm phẫn tức giận bọn nhật chiếu tông chó đẻ vậy mà vẫn còn dám vác mặt mũi đến đây cũng không biết các vị trưởng bối nghĩ gì mà lại tiếp đãi bọn chúng thịnh soạn như này vậy sự hy sinh trước đấy của các đệ tử chẳng phải vô ích sao một tên đệ tử vẻ mặt kích động hiển nhiên là rất phẫn nộ một đệ tử đồng môn bên cạnh an ủi sư huynh bất giận Chuyện này cũng không có cách nào khác, tông môn chúng ta quá gần Nhật Chiếu Tông. Hơn nữa tổng thể thực lực của chúng ta cũng không bằng Nhật Chiếu Tông, không ít thứ đều cần học tập. Nếu phong tông tự bế, đối với tông môn cũng không tốt. Mà ngưng chiến hòa bình ở chung, cũng có lợi cho dân chúng trăm họ ở biên giới hai tông môn. Điều sư đệ nói, ta cũng biết rõ, chỉ là trong lòng không phục mà thôi. Nếu tông ta có thực lực mạnh mẽ như thánh đường tông thì tốt, dùng thực lực tuyệt đối chèn ép tất cả lũ xấu xa kia khiến bọn chúng phải cúi đầu quy phục sẽ có một ngày như vậy chỉ cần chúng ta cố gắng cửa tông môn các vị trưởng lão phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đứng chờ ngay ngắn ở đó còn hai bên các đệ tử cũng đã đứng kín chỗ trong tám vị trưởng lão ở đây một vị trưởng lão có thân hình cao lớn râu dài như thác nước đổ thẳng tuột xuống đất làn da lại như sắt thép tỏa ra chất thép sáng bóng đến rồi thiên tu trưởng lão tầm nhìn như thần tập trung vào hư không trầm thấp nói đối với nhật chiếu tông trong lòng hắn cũng hận thấu xương nhưng với thân phận và địa vị hiện tại không cho phép hắn hành động theo cảm tính tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng một chiếc thuyền thần đen kịp cắt qua hư không xuyên ra từ giữa hư ảo ở trước mũi thuyền thần một nam tử hai tay chắp sau lưng đứng thẳng giữa trời ở phía sau hắn là một đám đệ tử của nhật chiếu tông tên nào tên nấy khí tức như sói, ánh mắt tham lam nhìn về phía bốn phía lãnh thổ rộng lớn. Đối với đa số đệ tử Nhật Chiếu Tông mà nói, lãnh thổ rộng lớn này phải là của bọn chúng. Chẳng qua do cuộc chiến tranh lần trước vẫn chưa phân ra thắng bại, lại có tông môn khác ra tay chen vào ngăn cản. Bằng không thì bằng thực lực của Nhật Chiếu Tông bọn họ, đã sớm thôn tính đại bộ phận lãnh thổ của viêm hoa tông. Thiên tu, nam tử ở trên thuyền thần có thanh âm vang dội, tựa như tràn ngập lực xuyên thấu không gì sánh kịp làm toàn bộ không gian bị chấn động thiên tu trưởng lão bước ra một bước tùy ý vung tay lên mặt mang ý cười huyền khôn đã đến rồi cần gì phải dọa tiểu bối trên dưới viêm hoa tông đều hoan nghênh sứ đoàn nhật chiếu tông đến thăm ha ha huyền khôn có khuôn mặt cương nghị gió mạnh thổi tới làm y bào của hắn phấp phới thuyền thần đáp xuống toàn bộ đệ tử sứ đoàn nhật chiếu tông đi xuống ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn về phía đệ tử viêm hoa tông. Trong đám người, một số đệ tử viêm hoa tông nắm chặt hai tay, tràn ngập lửa giận. Địch nhân ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chém giết, thật là đáng giận. Đệ tử nhật chiếu tông tên nào tên đấy đều vênh váo tự đắc, đối mặt với đệ tử viêm hoa tông thì lỗ mũi hết hết lên trời, đây là sự khinh bỉ dành cho kẻ yếu thế hơn mình. Hội nghị giữa các nhân vật cấp cao, các đệ tử không thể biết được. Khi có một tin tức nào đó được truyền ra, các đệ tử viêm hoa tông lại sôi nổi bàn tán. Viêm hoa tông cử ra đệ tử cùng tỷ thí với đệ tử sứ đoàn Nhật Chiếu Tông. Đương nhiên, đây không phải do viêm hoa tông đề xuất, mà do Nhật Chiếu Tông đưa ra, coi như hai tông dùng võ kết bạn, tăng cường cảm tình hai bên. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Nhật Chiếu Tông đang ra oai với viêm hoa tông. Ý tứ rất rõ ràng, Nhật Chiếu Tông vĩnh viễn cường đại hơn so với viêm hoa tông, sau này phải biết thân biết phận một chút. Các đệ tử viêm hoa tông xoa tay nóng lòng muốn thử, đệ tử ngoại môn đối kháng với đệ tử ngoại môn, nội môn đối kháng nội môn. Trừng rậm tê hà. Lâm phàm phong thái ung dung, ngâm nga một khúc hát. Lựu đạn đã dùng sạch sẽ, điểm tích lũy đạt hơn hai vạn 8 ngàn, có thể nói là một khoản tích lũy vô cùng lớn. Nhưng điều khiến hắn hơi chút nghi hoặc chính là, ma vượng mắt đỏ rốt cuộc là chết dí ở chỗ nào rồi, chẳng nhẽ không đến nữa thật. Trong lòng hắn có chút đắc ý, tuy rằng thực lực con khỉ này mạnh hơn mình không ít. Nhưng thế thì sao, ông mày sợ đéo. Cho dù hai bên lại chạm mặt, Lâm Phàm ta cũng không phải loại người Lâm Trận bỏ chạy, dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Tu luyện thoai, rút thưởng nèo. Hắn tìm đến chỗ một gốc cổ thụ to lớn, nhảy thẳng lên chỗ cao nhất. Lan Nha bỗng mạnh mẽ, đã đạt tới tầng 8, phải tăng lên mát cấp tăng lên tầng 9. Hắn lẩm nhẩm. Tiêu hao 2.600 điểm tích lũy. Lan nha bỗng mạnh mẽ, tầng 9. Sức mạnh đã tăng đến cực điểm, không khí bạo tạc, cấp tốc, trời long đất lở. Rắc. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm nhận được một loại sức mạnh khó địch nổi tuôn trào trong cơ thể, lan tràn khắp các bộ phận. Mạnh hơn, ta đã trở nên mạnh hơn rồi. Hắn lấy lan nha bỗng ra từ trong những trữ vật, vung lên một kích mạnh mẽ, oanh tạc mặt đất ầm lan nha bỗng va chạm kịch liệt với mặt đất đất đá bay tán loạn mặt đất vốn bằng phẳng nháy mắt nước ra vết trạng nước lan ra tứ phía mà chỗ bị lan nha bỗng oanh kích thì toát ra một cái hố sâu cường hãn lâm phàm cảm giác sức mạnh của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhất thời có một cảm giác bể nghệ thiên hạ đương nhiên đây là ảo tưởng của chính hắn sau đó hắn thu lan nha bỗng lại tiếp tục trở lại trên cây. Hiện tại còn 25.910 điểm tích lũy, thôi thì thử đi rút thưởng xem sao. Lâm Phàm lẩm bẩm trong miệng. Tuy rằng tay mình rất đen, nhưng cũng có lúc đỏ. Nhất là bây giờ đang có nhiều điểm tích lũy, không rút thưởng thì thật có lỗi với bản thân. Đến đây đi, bé cưng của anh. Rút thưởng Bạch Ngân, rút 10 phiếu liên tục. Tiêu hao 3.000 điểm tích lũy. Rút thưởng Bạch Ngân được, cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau. Tuy rằng vừa rút đã đen, nhưng Lâm Phàm không hề bỏ cuộc, có đầy đủ điểm tích lũy, hắn không sợ hãi chút nào. Rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút được đang dược loại tu luyện cấp hạ phẩm nhân giai. Rác rưỡi. Rút thưởng bạch ngân được, cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau. Rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút được công pháp thượng phẩm nhân giai bạo huyết. Ý. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, hắn rút trúng công pháp rồi. Sáu lần rút thưởng sau đó, không ngờ lại rút được một thứ khiến Lâm Phàm cảm thấy khó có thể tin. Chúc mừng rút được năng lực đặc thù không chia phẩm giai, 100% tay không nhập bạch nhận. Lâm Phàm Cái đéo gì vậy, được cái cảm giác chắc là cũng kinh phết. Cái đệt Đây là vận may bùng nổ ư, mẹ ơi, lúc trước còn bảo tay mình đen như mực, giờ thì rút 10 phiếu trúng những ba thứ. Mặc dù có một cái là đang dược rác rưởi, nhưng hai thứ còn lại khá tốt. Công pháp hạ phẩm nhân giai không tệ. Năng lực đặc thù không chia phẩm giai, 100% tay không nhập bạch đao, vừa nghe đã thấy là thứ rất ghê gớm. Không tệ, không tệ, thật mỹ mãn. Còn bây giờ có rút tiếp không ư, vấn đề này căn bản không cần nghĩ. Rút cái đầu mày ý. Mở đầu đã đỏ như vậy, đảm bảo là định lừa bố vào trồng, gạt lấy điểm tích lũy của bố rồi khiến bố thua đến quần lót cũng không còn. Ông mày thông minh lắm đấy nhé, không ngốc chút nào đâu. Đang dược hạ phẩm nhân dai chẳng đáng bỏ vào mắt, một nguồn nuốt xuống, cũng chỉ tạo ra cơn sóng nhỏ. Điểm khổ tu ít ỏi không đáng bao nhiêu. Sau đó hắn rất hưng trí nghiên cứu công pháp nhân giai thượng phẩm, bạo huyết. Xác nhận tiêu hao một nghìn điểm tích lũy để lĩnh ngộ, bạo huyết hay không. Đắc vậy ư. Hắn không ngờ rằng lĩnh ngộ công pháp thượng phẩm nhân giai vậy mà cần tới một nghìn điểm tích lũy, trong khi Lan Nha bỗng mạnh mẽ, chỉ cần một xíu điểm tích lũy là đã lĩnh ngộ được rồi. Lĩnh ngộ. Hắn lẩm nhẩm. Bạo huyết, tầng 1. Đặc tính, khí huyết cuồng bạo. Tác dụng phụ, mất máu, sau 3 ngày sẽ khôi phục. Tiêu hao 3.000 điểm tích lũy để tăng lên tầng 2. Sau khi lĩnh ngộ xong, lâm phạm phát hiện dường như mình có thể tự điều khiển khí huyết trong cơ thể xoay chuyển nhanh hơn đờ mờ đây là chiêu thức đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại đến tám trăm nhưng mà ta thích he he tăng lên tầng hai loại biện pháp gia tăng thực lực đơn giản mà thô bạo này chính là kiểu hắn thích nhất bạo huyết tầng hai đặc tính khí huyết sôi trào kinh hoàng tác dụng phụ cực thương tổn căng cốt gây ra bệnh kính tiêu hao 5.000 điểm tích lũy, tăng lên tầng 3. Không cần phải nói nhiều, điểm tích lũy để lại tiếp tục rút thưởng còn không bằng trực tiếp tăng bạo huyết lên cấp cao nhất. Mà bạo huyết tổng cộng chỉ có 3 tầng. Tăng lên. Tăng lên. Bạo huyết, tầng 3. Đặc tính, khí huyết nghịch chuyển, kinh hải, huyết văn. Tác dụng phụ, sau 3 lần sẽ chết. Ông đệt, lại còn sau 3 lần sẽ chết, kinh vải loàng, sắp hù chết tao rồi. Trái tim nhỏ bé của Lâm Phàm đập bùng bục. Quá khủng bố, công pháp tự tổn hại mình để đổi lấy thực lực cường đại, đúng là tàn ác vô nhân đạo. Nhưng may mà mình có thân bất tử, không thì dùng không nổi loại công pháp này. Một trăm phần trăm tay không thu bạch nhận, không chia phẩm giai đối với vũ khí dạng kiếm có độ mẫn cảm siêu mạnh, tay không có thể bắt, chuẩn một trăm phần trăm. Mạnh. Đây là nhận xét duy nhất của Lâm Phàm chỉ có thể nói là quá mạnh. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, nếu kiếm pháp của đối phương quá mạnh, tuy mình có thể bắt chuẩn trăm phần trăm, nhưng thế thì bàn tay của mình liệu còn hay mất? Vấn đề này, vẫn cần phải xem xét một chút. Trừ phi tu luyện nhục thân đến mức cực kỳ cứng rắn, không thì thật sự toi con mẹ nó rồi. Tuy nghe đến không chia giai phẩm thoạt nhìn có vẻ rất sang chảnh, nhưng cũng không đảm bảo mạnh. Nếu là cấp vĩnh hằng thì khỏi phải nói, bẩm sinh đã có sẵn năng lực cường đại. Bây giờ còn lại 13.910 điểm tích lũy, hoặc nhìn thì rất nhiều, nhưng cái công pháp nhân giai khỉ gió này đòi số điểm tích lũy thật là quá quắc. Bỏ đi, bỏ đi, trước mắt chúng ta cũng không vội, việc rút thưởng tạm thời trì hoãn để sau tính tiếp. Lâm Phàm nhảy từ trên cây đáp mạnh xuống đất, khiên lan nha bỗng lên, chợt quát một tiếng. Bạo huyết. Oanh. Dòng máu bên trong cơ thể hắn vốn chậm rãi chảy xuôi, đột nhiên nghịch chuyển với tốc độ cao lỗ chân lông mở ra máu chuyển hình thái tựa như rồng huyết lông quấn quanh nhau hung uy huyết sát bột phát ra tóc dài bay lượn dần dần nhiễm đỏ trên làn da lóe ra từng sợi huyết văn hắn như ma thần trong biển máu trắc trắc thân thể biến hóa xương cốt rung động thân hình mãnh liệt sừng sững hắn thuận tay đánh ra một kích lan nha bổng ầm uhm. một tiếng động nổ vang mặt đất trung chuyển kịch liệt một cái hố sâu vài mét hình thành trên mặt đất lực phá hoại thật kinh người lâm phàm không ngờ mình mới đi đến thế giới này chỉ ngắn ngủi có một tháng thế mà đã cường hãn đến mức này không tệ thật sự là không tệ về tông trước mắt hắn cũng không định ở lại rừng rậm tê hà lần ra ngoài này đã lời to rồi giờ thì trở về tăng tu vi lên tới địa cương cảnh rồi lại suy nghĩ xem nên đi đâu để tiếp tục tăng cường thực lực mấy ngày sau viêm hoa tông đánh hay lắm sư huynh cố gắng lên ở trên quảng trường các đệ tử viêm hoa tông đang xem trận so đấu trên lôi đài hô to cổ vũ sư huynh của tông môn mình trên khán đài trưởng lão viêm hoa tông và trưởng lão nhật chiếu tông huyền không ngồi song song thiên tu đệ tử tông môn các ngươi tu luyện công pháp không đủ huyền diệu lắm huyền không vẽ mặt lạnh nhạt tựa như không đặt trận tỉ thí vào trong mắt mục đích hắn tới lần này chính là để do thám thực lực của viêm hoa tông mà hiện tại mục đích này đã đạt tới, có thể trực tiếp trở về tông môn. Về phần hai tông đạt được thỏa hiệp về hòa bình và mậu dịch, hắn căn bản không để vào mắt. Tất cả những thứ đó chỉ hữu dụng đối với phàm nhân mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ có thực lực trở nên càng mạnh mới là nền tảng duy nhất. Thiên tu trưởng lão cười tươi ra mặt. Công pháp huyền diệu hay không, vẫn phải xem sự lĩnh ngộ của các đệ tử đối với công pháp. Về phần các trưởng lão khác, tâm tình đã rất khó chịu, nhật chiếu tông phái huyền không tới thật sự là quá đáng. Khi ở trên chiến trường, bọn họ đã cùng huyền không giao thủ. Thực lực đối phương rất mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thiên tu sư huynh mới có thể ngang tài ngang sức. Huyền không trưởng lão, theo ta thấy, công pháp nhân giai của viêm hoa tông kém hơn rất nhiều so với công pháp của nhật chiếu tông chúng ta. Một tên trưởng lão quái gỡ ngồi bên cạnh huyền không nói, trong lời nói tràn đầy sự kinh miệt. Huyền không cười ha ha. Đây là do ngươi có điều không biết, thời gian Viêm Hoa Tông thành lập ngắn hơn rất nhiều so với Nhật Chiếu Tông chúng ta. Năm đó công pháp không nhiều, đại đa số đều do các nhân vật tiền bối trước kia của Viêm Hoa Tông nghiền ngẫm ra, tất nhiên yếu hơn rất nhiều. Sắc mặt các trưởng lão khác cực kỳ khó coi, nhưng đây là sự thật. Trước khi Viêm Hoa Tông thành lập, công pháp khan hiếm, đại đa số đều là từ công pháp của các tông môn khác biến tấu ra. Nhưng mà hiện tại đã không giống trước kia, chỉ là bị nhật chiếu tông nhục nhã như vậy, trong lòng họ vô cùng oán giận. Sau đó họ nhìn về phía tên trưởng lão này hỏi. Ngươi là ai? Tên trưởng lão kia của Nhật Chiếu Tông cười nói. Các vị trưởng lão chưa thấy ta bao giờ cũng là bình thường. Mấy ngày trước, ta còn là đệ tử nội môn mà thôi. Bởi vì phải đi sứ viêm hoa tông nên được tông môn đề bạc thành trưởng lão nội môn. Vài vị trưởng lão viêm hoa tông vừa nghe lời này, nhất thời trừng mắt, trong lòng bốc lên hỏa khí, đây chính là vũ nhục. Đệ tử nội môn lâm thời đề bạc thành trưởng lão, đi sứ viêm hoa tông, ngồi chung cùng bọn họ. Chẳng lẽ là nói chỉ một tên đệ tử nội môn nhật chiếu tông cũng có thể cùng ngồi cùng ăn với chúng ta. Thiên tu vuốt vuốt râu dài, hơi hơi nâng tay. Tiếp tục xem tỉ thí. Tạm thời hóa giải cảnh tượng xấu hổ này. Trương sư huynh, đợi lát nữa là đến phiên huynh lên đài, nhất định phải cố gắng hoàng phú quý nói ở đây trong số bọn họ thì thực lực trương long mạnh nhất ừ yên tâm đi ta nhất định sẽ thắng chỉ là đáng tiếc nếu lâm sư đệ ở đây để lâm sư đệ lên võ đài tuyệt đối nghiền nát bọn đệ tử nhật chiếu tông trương long nhìn tên đệ tử nhật chiếu tông trên đài đã liên tục thắng mấy trận vên váo tự đắc trong lòng bừng bừng nổi giận ai biết lâm sư đệ đi lâu như vậy đến bây giờ vẫn chưa trở về hoàng phú quý cảm thán cũng bất đắc dĩ thời gian đến rồi. Trương Long lên đài, đối thủ là một tên đệ tử nhật chiếu tông tu vi tôi thể tầng 8. Một thời gian trước, Trương Long thuận lợi đột phá đến cảnh giới tầng 8, trong số đệ tử ngoại môn cũng thuộc nhóm cường giả tốt 1. Đối mặt với tên đệ tử này, thần sắc Trương Long ngưng trọng, không có một tia sơ ý, đối phương mang lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, cần phải toàn lực ứng phó. Đệ tử Nhật Chiếu Tông kinh thường nhìn Trương Long, vương tay, vẫy vẫy. Lên đi! động tác khiêu khích như thế, mọi người tức đến mức sắc mặt xanh mét, thật sự là quá là láo xược. Một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra, Trương Long cũng đã sử dụng toàn bộ thực lực. Yếu, yếu, thật sự là quá yếu, viêm hoa tông các ngươi chẳng lẽ đều là mặt hàng dạng này. Một chiêu này gọi là gì? Yếu đuối vô lực, không chịu nổi một kích. Bịch. Sư huynh, mọi người kinh hãi. Chiến đấu bắt đầu còn chưa được bao lâu, thế mà đã sắp thua. Đệ tử Nhật Chiếu Tông đạp một cước trên trên mặt Trương Long. "Nhận thua đi, đừng cố nữa, bằng không sẽ thảm hại hơn đó." "Nằm mơ." Trương Long không ngờ tên này có thể nháy mắt đánh ra sức mạnh lớn như thế, đây căn bản không phải năng lực mà tôi thể tầng 8 có thể đạt được. "Vậy thì ngươi cố mà chịu." Tên đệ tử Nhật Chiếu Tông cười lạnh, chộp lấy hai cánh tay của Trương Long và trắc một tiếng. "A!" À đám người hoàng phú quý thấy cảnh đó tức thời sợ hãi hét lên sư huynh mau nhận thua việc đỏ sức giữa các đệ tử nội môn coi như cũng tạm nhưng bên đệ tử ngoại môn lại bị nhật chiếu tông chèn ép chênh lệch giữa đệ tử ngoại môn của hai tông dần dần hiện rõ có nhận thua không đệ tử ngoại môn nhật chiếu tông triển vân thiên vẻ mặt điên cuồng đạp một cước vào cầm trương long lực đá mạnh mẽ trực tiếp khiến cầm trương long biến dạng máu chảy không ngừng nằm mơ trương long đầu lưỡi đã tê liệt phun ra lời cự tuyệt khiến người nghe khó hiểu nhưng bảo hắn nhận thua trước nhật chiếu tông thì cho dù chết cũng tuyệt đối không có khả năng khóe mắt hoàng phú quý như sắp nước ra hận không thể lập tức vọt lên trên đài sư huynh nhận thua đi ngươi rốt cuộc có nhận thua hay không triển vân thiên trở lên cuồng bạo đạp từng cước một đầu trương long đã bị vùi vào trong hố sâu máu tươi nhiễm đỏ mặt đất Hắn căn bản không muốn cho đối phương nhận thua, trước tiên đạp vỡ tầm trương long. Trên khán đài, trưởng lão Nhật Chiếu Tông Huyền không hưng trí xem trận tỷ thí giữa đệ tử ngoại môn. Nhất là khi đệ tử tông môn của hắn Triển Vân Thiên đang ngược đãi đệ tử Viêm Hoa Tông, hắn lại cảm thấy có chút thú vị. "Thiên tu, đệ tử ngoại môn này của ngươi cũng rất kiên cường đó. Nhưng kiên cường thì kiên cường, mạng nhỏ sợ là vẫn không giữ được." Huyền không cười nói, Bề ngoài thì sắc mặt Thiên Tu trưởng lão rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh tí nào. Đối với việc đệ tử tông môn kiên cường như thế, hắn rất vui mừng, nhưng cũng không thể chết trong tay đệ tử Nhật Chiếu tông một cách phí hoài như vậy. Dưới đài, Triển Vân Thiên dừng động tác lại, vẻ mặt cao ngạo, tràn ngập khinh thường. "Các vị trưởng lão, tên đối thủ này không nhận thua, ta nên xử lý như thế nào? Có phải nếu ta đánh chết hắn cũng không có việc gì?" Đương nhiên Thị thí không chịu nhận thua, đó chính là sinh tử do trời, chẳng trách được người khác. Không nhận thua thì tiếp tục đánh, còn hỏi cái gì? Huyền không tất tiếng. Đủ rồi, đã không có sức đánh trả thì coi như nhận thua. Thiên tu trầm giọng nói. Ha ha, huyền không nở nụ cười, ánh mắt nhìn chầm chầm thiên tu, ngươi muốn nhận thua ư. Bọn hoàng phú quý vốn cho rằng như vậy là kết thúc, nhưng là khi nhìn thấy động tác của trương sư huynh, bọn họ lập tức hoảng sợ đừng. Trương Long vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất, cả người toàn là máu, ngón tay hắn sờ soạn trên mặt đất nhặt lấy một khối đá vụn, dùng hết sức ném về phía triển vân thiên. Nằm, mơ. Đá vụn bay vào đầu triển vân thiên. Triển vân thiên đang quay lưng, vẻ mặt dữ tợn như một con sư tử đang nổi giận, quay phát đầu, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, nói từng từ. Ngươi, muốn, chết. Đủ rồi. Giờ phút này, Thiên tu trưởng lão đứng lên, nhìn chằm chằm Triển Vân Thiên. Đến đây chấm dứt. Triển Vân Thiên nhìn về phía Huyền Không trưởng lão, sau đó nói: "Thiên tu trưởng lão, đệ tử Quý tông vẫn không nhận thua, trận tỷ thí này khó có thể chấm dứt. Ngược lại, nếu hắn nhận thua thì có thể chấm dứt ngay." "Lão phu nhận thua thay hắn." Thiên tu trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, cả đám đệ tử Viêm Hoa tông ồ lên bọn họ không ngờ thiên tu trưởng lão lại chủ động nhận thua. Ha ha, huyền không trưởng lão đứng dậy nói, được rồi, trận này tỷ thí đến đây là chấm dứt. Nếu thiên tu trưởng lão đã thay vị đệ tử này nhận thua thì lập tức có hiệu lực. Còn không mau lui ra. Triển vân thiên hai tay ôm quyền. Vâng, trưởng lão. Đám người hoàng phú quý nhanh chóng lên đài xem xét tình hình trương sư huynh. Ai có đang dược chữa thương? những đệ tử vây xem thi đấu thấy tình cảnh ấy cũng tiến lên nói chỗ ta có đang dược chữa thương hạ phẩm huyền giai hoàng phú quý cảm kích nhìn vị đệ tử này đa tạ chúng ta sẽ trả lại cho ngươi không vội thương thế của trương sư huynh quan trọng hơn không sao lâm phàm tâm tình vui sướng đi một mạch về cũng không cảm thấy mệt khoảng cách với tông môn càng ngày càng gần trái tim nhỏ cũng thấy kích động không biết các sư huynh có nhớ mình không hẳn là phải nhớ chứ mình phong độ thế này bọn họ sao có thể không nhớ nhung rất nhanh đã về đến tông môn aia à, sao hôm nay trong tông môn đến một cái bóng quỷ cũng không có vậy lâm phàm cảm thấy hơi lạ bình thường đến gần tông môn có khá nhiều đệ tử hoạt động mà hôm nay thật kỳ lạ chẳng có lấy một ai hắn không nghĩ nhiều liền chạy nhanh vào bên trong lã sư huynh có ở trong phòng không gõ cửa phòng lã sư huynh nhưng thật lâu sau vẫn không có hồi âm, hắn bèn đẩy cửa đi vào. Bên trong chẳng có bóng dáng ai, thật kỳ con mẹ nó quái, tên này chạy đi đâu mất rồi. Đệt mợ, vốn muốn cho các người một chuyện kinh hỉ Các người lại đều không có ở đây, bảo ta cho các người kinh hỉ kiểu gì. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói khiến hắn kinh ngạc. hai Thật quá thảm, hôm qua Trương Long bị đánh như vậy, cũng không biết còn sống được không không biết nữa dù sao cũng thảm quá đi tiếng nói xa dần lâm phàm đứng đờ ra tại chỗ chuyện quái gì vậy trương sư huynh bị người ta đánh lại còn rất thảm đờ mờ không chút do dự hắn bay thẳng đến chỗ ở của trương long còn chưa tới nơi đã ngửi thấy được mùi thuốc nồng đậm trong lòng hắn cả kinh nhất thời có cảm giác không ổn liền nhanh chóng đẩy cửa vào trương sư huynh huynh đâu rồi? Vừa tiến vào trong phòng, Lâm Phàm nhìn thấy tình cảnh trước mặt tức thời dụi mắt liên tục, người này là ai vậy? Mặt sưng to như cái bánh chưng, mắt mũi thì bầm dập, trông còn chả giống con người. Xin lỗi, đi nhầm. Nhất định là mình đi nhầm, đây sao có thể là các sư huynh anh Tuấn đẹp trai mà mình quen biết được. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị đóng cửa rời đi, Lã Khải Minh với khuôn mặt bị bao kính mở miệng gọi. Sư đệ, đi theo chúng ta. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, mặt dại ra, nâng tay lên, không dám tin. Huynh! Các huynh! Sao lại? Ngươi là lã sư huynh, vậy kia là, Lâm Phàm hơi không dám nhận, nhưng khi nhìn thấy chiều cao của đối phương, nghi ngờ hỏi, đại tráng. Lã Khải Minh rất thảm, mặt bị người ta đánh sưng hết cả. Sư đệ, đệ đã trở lại, chúng ta đều không có việc gì. Đệ đi gặp trương sư huynh đi, hắn mới thảm nhất. Theo hướng chỉ của Lã Khải Minh, Lâm Phàm thấy một người bị quấn thành bánh chân trên giường, từ đầu đến chân, không có một chỗ nào có thể nhìn ra được đó là một người. Trương Sư Huynh, Huynh làm sao vậy? Lâm Phàm vội vàng tiến lên, nhìn bộ dáng này của Trương Long thấy rất đau lòng. Ôi, ta từ bên ngoài trở về, chuẩn bị cho các Huynh một kinh hỷ, thế mà các Huynh lại cho ta kinh hách. Hắn rất đau lòng, mình không phải chỉ ra ngoài một thời gian ngắn thôi sao, thế nào lại xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy trương long nằm đó chỉ lộ ra mỗi đôi mắt khi nhìn thấy lâm phàm hốc mắt cũng ẩm ướt giống như trong lòng rất ấm ức mà lại không tìm thấy ai để tố khổ sư huynh đừng khóc đừng tuổi thân sư đệ sẽ báo thù cho huynh lâm phàm nhìn tình cảnh này chịu thế nào được khổ sở tu luyện là vì cái gì còn không phải là để người khác không dám ức hiếp chính mình ư hiện tại người trong nhà bị người đánh thành dạng này người khác nhịn được cơn tức này, hắn thì không nhịn được. Lã sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì? Các huynh sao lại bị người đánh thành như vậy? Lâm Phàm còn không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng giờ khắc này, hắn đã hạ lệnh tử hình với tên giám động thủ với người của mình. Lâm sư đệ, để ta kể cho đệ nghe. Trong lòng Hoàng Phú Quý rất phẫn nộ, tuy rằng hắn cũng bị người ta hành hung một trận, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng Trương sư huynh lúc này, hắn lại càng đau lòng. Giờ Lâm Sư Đệ đã trở lại, Hoàng Phú Quý chắc chắn là muốn nói ra hết những lời giữ trong lòng. Lâm Phàm lặng lặng nghe xong, nội tâm triệt để phẫn nộ. Mẹ nó, đây là coi bằng hữu của Lâm Phàm ta làm bia ngắm để đánh. Lâm Phàm nổi giận, mặc kệ là ai cũng không được ức hiếp các sư huynh của hắn. Đặc biệt còn là đám cạn bã của Nhật Chiếu Tông, đúng là chán sống. Sư đệ, đệ đi đâu vậy? Lã Khải Minh thấy Lâm Sư đệ xoay người rời đi, vội vàng hỏi lâm phàm mở cửa quay đầu còn đi đâu được nữa đi báo thù cho các huynh mấy tên này đúng là muốn chết đừng mọi người vội vàng ngăn cản nhưng việc mà lâm phàm muốn làm thì có bao nhiêu người ngăn cũng vô dụng trên võ đài cuộc tỉ thí giữa viêm hoa tông và nhật chiếu tông đã sắp kết thúc đối với viêm hoa tông mà nói lần tỉ thí này hơi bị mất mặt bên đệ tử nội môn còn được có thua có thắng nhưng bên đệ tử ngoại môn thì thua đến thảm hại. Lần này tất cả đệ tử mà Nhật Chiếu Tông đưa tới Viêm Hoa Tông đều là tinh anh trong tinh anh. Nói riêng đệ tử ngoại môn, mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với việc khống chế công pháp đã sớm đạt tới mức cực cao. Trương Long và Triển Vân Thiên tuy rằng có tu vi giống nhau, nhưng mức độ lĩnh ngộ công pháp của Triển Vân Thiên cao hơn nhiều so với Trương Long. Sau mấy chiêu đã bị hạ chớp nhoáng, cũng là tình huống bình thường. Lâm Phạm đang nghe truyện trên TV audio CV đứng trong đám người nhìn tuyển thủ trên đài. Ha ha, đến một tên đệ tử có thể đánh nhau mà Viêm Hoa Tông cũng không có ư. Một tên đệ tử Nhật Chiếu Tông thẳng thừng đá đệ tử Viêm Hoa Tông xuống dưới đài, sau đó mặt đầy khinh thường, nhận thua, rồi cút xuống cho ta. Tên đệ tử kia sắc mặt tái nhật, há miệng hộc ra một bún máu tươi, sau đó được đệ tử khác nâng xuống lập tức rời khỏi hiện trường. Đám đệ tử ngoại môn quanh đó vô cùng phẫn nộ, thậm chí không cam lòng. Tại sao lại thế, chẳng lẽ chúng ta kém hơn đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông nhiều vậy sao? Trương Long Sư Huynh thảm bại, nghe nói bây giờ còn chưa thể cử động, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh rồi. Lâm Phàm nghe âm thanh mọi người xung quanh trò chuyện, nhìn chầm chầm tình huống trên đài, tâm tình rất không tốt. Đúng là quá càng rỡ. Sư đệ, đừng lên. Lã Khải Minh cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh, giữ chịp lấy Lâm Phàm tuy hắn biết lâm sư đệ rất mạnh nhưng đệ tử nhật chiếu tông càng mạnh hơn trương long còn không chống đỡ được bao lâu có thể thấy mạnh tới mức nào sư huynh là kẻ nào đánh trương sư huynh thành như vậy lâm phàm hỏi hắn biết lã sư huynh chưa tín nhiệm mình nhưng hắn không sợ hãi chút nào rất nhanh mình sẽ chứng minh tất cả sư đệ đừng hỏi lâm phàm nhìn lã khải minh sư huynh nếu huynh coi ta là bằng hữu thì hãy nói cho ta biết. Lã Khải Minh nhìn biểu tình nghiêm túc của Lâm Sư Đệ, cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ chỉ phía trước. Lâm Phàm nhìn về phía đó của đài luận võ, có một đám đệ tử đang ngồi. Mấy tên đệ tử này cười đến khinh thường ra mặt, tựa như coi đệ tử viêm hoa tông chẳng khác gì đồ chơi. Loại này ánh mắt khiến người khác rất là khó chịu. Lâm Sư Đệ là tên ngồi ở giữa kia, Lã Khải Minh không còn cách nào khác đành nói cho Lâm Sư Đệ, lời còn chưa nói xong đã bị lâm phàm cắt ngang sư huynh không cần nói nữa điều này đã không quan trọng nữa khi hắn nhìn thấy ánh mắt mấy tên này hắn đã quyết định bọn chúng toàn bộ đều phải nằm xuống hết thi đấu chấm dứt lúc này ở trên đài luận võ một trưởng lão viêm hoa tông hô to trên khán đài huyền khôn cười nói thiên tu lần thi tài này là nhật chiếu tông thắng sắc mặt thiên tu trưởng lão vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại không bình tĩnh chút nào thắng thua cũng không quan trọng chỉ cần các đệ tử có thể lĩnh ngộ là được huyền không cười cười đến giờ này còn tìm lý do thật là buồn cười đột nhiên một giọng nói cất lên ta không phục giọng nói vừa vang lên mọi người đều cả kinh không biết là ai lên tiếng ngay cả các trưởng lão trên khán đài cũng nghi hoặc không biết là vị đệ tử nào đã hô lên vị đệ tử nào không phục Vị trưởng lão trên đài luận võ cất tiếng hỏi Kết quả này hắn cũng không phục, nhưng không phục không được, kết quả đã có Đệ tử ngoại môn của Viêm Hoa Tông không bằng đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông Tuy lần này tất cả đệ tử Nhật Chiếu Tông dẫn tới đều là tin anh của họ Nhưng bọn chúng ở đại bản doanh của Viêm Hoa Tông lại hoành hành chẳng coi ai ra gì Không có một tên đệ tử ngoại môn nào có thể ngăn cản, đây chính là sỉ nhục Sư đệ, đám người lã Khải Minh kinh hoảng gọi bọn họ không nghĩ tới sư đệ lại muốn đứng ra thật. Tuy rằng trong lòng Hoàng Phú Quý rất quán hận đệ tử Nhật Chiếu Tông, nhưng cũng không muốn sư đệ đi chịu chết. Là ta. Lâm Phàm Khiên Lan Nha bỗng bước lên phía trước, sau đó nhảy lên đài luận võ. Đối với tất cả mọi thứ, hắn đều không hề sợ hãi. Trưởng lão nghi hoặc. Ngươi không phục cái gì. Sau đó liền nháy mắt với Lâm Phàm ý tứ rất rõ ràng, nhanh đi xuống đi, đừng tìm chết. Lâm Phàm trực tiếp coi như không thấy, cất tiếng. Đệ tử thân là đệ tử ngoại môn, một thời gian trước ra ngoài trải nghiệm, hôm nay mới trở về tông môn. Mà vài vị sư huynh của ta chịu khổ bạo ngược, trong lòng ta không phục, muốn lên đài so đấu, tiện thể thay các sư huynh báo thù. Vài tên đệ tử Nhật Chiếu Tông vừa nghe xong lập tức nở nụ cười. Cũng to mồm gớm, để ta tới đấu với ngươi một trận. Vừa dứt lời liền chuẩn bị lên đài. Nhưng tên đồng môn bên cạnh lại giữ chặt nói Để cho ta đấu Không được, ta lên Đệ tử Nhật Chiếu Tông bắt đầu tranh nhau Dường như trong mắt bọn họ Tên to mồm này đã là cá nằm trên thớt Lâm Phàm vung lan nha bỗng lên chỉ thẳng vào bọn họ Đừng có tranh nữa Đều đi con mẹ nó lên hết đi Chỉ bằng vài tên rác rưởi các ngươi Còn chưa đủ cho ta chém Lời này vừa nói ra Làm mọi người lập tức khiếp sợ Sư huynh, Quá trâu bò, cố lên. Giết chết bọn hắn. Các đệ tử Viêm Hoa tông nhìn thấy vị sư huynh nhất phẩm ngoại môn này bá đạo như vậy, nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào lên. Tuy còn chưa đánh, cũng không biết tình hình thế nào, nhưng chỉ bằng lời nói này đã đủ khí phách lắm rồi. Trên khán đài, Huyền Không cười lạnh nói: "Thiên tu, đệ tử của ngươi khẩu khí không nhỏ. Hôm nay nếu không lên đấu với hắn, Nhật Chiếu tông ta đúng là không nhẫn nại được." thiên tu hít sâu một hơi nhìn chằm chằm tên đệ tử dưới đài kia làm càng sao lại phát ngôn sỉ nhục tông môn láng giềng như vậy còn không mau xin lỗi rồi lui ra trở về chịu phạt đây là thiên tu đang bảo hộ lâm phàm để hắn mau mau rời đi đừng tìm đường chết đương nhiên đối với việc tông môn có những đệ tử không sợ hãi sinh tử hắn rất là vui mừng khiến hắn bất ngờ chính là tên đệ tử này lại nói tiếp còn làm hắn không thể đáp lại Lâm Phàm Khiên Lan Nha bổng, thái độ đúng mực, mà thần sắc lại kiêu ngạo cực kỳ. Bẩm trưởng lão, đệ tử không phải đang sỉ nhục người ta, mà là ăn ngay nói thật. Phế vật chính là phế vật, không phục thì lên hết. Để ta chứng minh bọn chúng ăn hại thế nào. Sau đó hắn nhìn về phía đệ tử đồng môn, các ngươi nói, lời sư huynh nói có đúng không, nếu thật sự không phải là phế vật, thì lên đài. Các đệ tử ngoại môn viêm hoa tông lập tức sôi trào. Đúng vậy, Sư huynh nói không sai. Các ngươi muốn chứng minh mình không phải phế vật thì lên đài cùng sư huynh đánh nhau. Sư huynh thật có khí phách. Bấy giờ đệ tử Nhật Chiếu tông cũng đã nổi giận, không nói thêm gì leo hết lên đài. Nhất là Triển Vân Thiên, sắc mặt cực kỳ âm trầm đáng sợ. Được, nếu chính ngươi muốn tìm chết thì đừng trách chúng ta." Lâm Phàm vặn đầu, sau đó hô to một tiếng. "Trưởng lão, đệ tử là người thô kệch, xuống tay không biết nặng nhẹ." nếu không cẩn thận đánh chết đệ tử tông môn láng giềng, thì phải làm thế nào? Thiên tu trưởng lão còn chưa nói gì, huyền không trưởng lão đã đứng lên luôn. Lần tỷ thí này, sinh tử do ý trời. Bắt đầu. Hở cái là đã bắt đầu, chẳng hề cho người khác cơ hội do dự. Nhưng mà hắn thích. Vậy thì cho bọn bay xem xem, thực lực nháy mắt bạo phát ra của ông mày nhé. Các đệ tử viêm hoa tông dưới đài hồi hộp nhìn lên lôi đài. Lúc trước bọn họ nhiệt huyết sôi trào bao nhiêu thì khi trận đấu bắt đầu tâm tình của bọn họ lại căng thẳng bấy nhiêu. Trước mắt có tận 12 đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông, trong đó có vài tên đã để lại cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Theo bọn họ thấy, đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông quả thực chính là tượng trưng của kẻ vô địch, thủ đoạn bá đạo, ra tay nhất định sẽ kinh thiên động địa. Đối với vị đồng môn phía trước này, bọn họ thật sự lo lắng. Ở phía xa, vài vị nội môn đệ tử viêm hoa tông ngồi ngay ngắn sắc mặt ngưng trọng sư muội ngươi thấy trận này thắng bại thế nào một tên cẩm y nam tử nhẹ giọng dò hỏi mà nữ tử có khí chất thanh thoát dung mạo khuynh thành bên cạnh cẩm y nam tử lúc này khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng chết khỏi bàn cãi một tên đệ tử nội môn có thân hình cao lớn khác lại nói theo ta thấy tên đệ tử ngoại môn này chính là đầu óc có bệnh còn một chọi tất cả lát nữa còn không biết chết như thế nào đâu tông môn đã mất mặt như vậy còn tiến lên trước nhục vào thân quả thật hết thuốc chữa nhược trần sư muội trận đấu nảy của muội với đệ tử nội môn nhật chiếu tông thật là vô cùng phấn khích nam tử cười tục tằng, muốn kéo gần quan hệ với sư muội từ sắc mặt nhược trần bình tĩnh lúc nào cũng tỏa ra khí chất cách xa người khác ngàn dặm tên nam tử cục mịch kia cũng không định bị quê tiếp quay lại nhìn vị sư huynh bên cạnh Lục sư huynh, ngươi sao vậy? Ngươi biết tên đệ tử này sao? Lục đạo thăng cho mày, đang chăm chú nhìn lên lôi đài, nghe được câu hỏi của sư đệ cũng gật đầu. Ừ, đệ tử này không tệ, nhưng lần này thì liều lĩnh thật. 12 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông có thực lực rất mạnh, lĩnh ngộ công pháp ở mức độ rất cao. Hắn rất có thiện cảm với Lâm Phàm trong lúc chiến tranh, biểu hiện của đệ tử này đã gây được sự chú ý của hắn. Có tinh thần kiểu đó, nổi dậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng tình hình lúc này lại khiến hắn không hiểu lắm đây rõ ràng là tự tìm cái chết dưới lôi đài đám người hoàng phú quý lo lắng nói khải minh ngươi bảo phải làm sao đây lâm sư đệ hắn sắc mặt lã khải minh trắng bệch cũng không biết nên làm thế nào lâm sư đệ vẫn đứng rất bình tĩnh ở trên đài nhưng trong lòng hắn thật sự rất bất an trên lôi đài lâm phàm cười tươi ra mặt Ta khuyên các ngươi tốt nhất là cùng nhau lên đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận đó. Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến 12 vị đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông rất phẫn nộ. Triển Vân Thiên bỗng quát một tiếng. Đúng là chán sống. Nói xong liền chuẩn bị chém chết tên hỗn láo trước mắt này. Quy tắc lúc nãy trưởng lão nói họ đều đã nghe rõ, đó là sống chết mặt bay. Bọn chúng đều đã nổi đầy sát ý. Không cần đến các ngươi, để cho ta lên là được một tên đệ tử vẫn đứng phía sau ôm một thanh trường kiếm chậm rãi đi lên. dáng đứng của hắn thẳng tắp, ánh mắt tỏa ra kiếm ý sắc bén. Mọi người xung quanh hơi hơi tản ra. Kiếm ý của sư đệ thật mạnh, xem ra chỉ cách kiếm đạo một bước nữa thôi. Kha nhất kiếm liếc nhìn lâm phàm, khẽ nhất miệng, lạnh lùng nói. Một tên không biết trời cao đất dày, thôi được, để ta giải quyết ngươi, dù ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Mà ngươi, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi mới có tư cách biết của tên ta. Trên kháng đài, huyền không nhìn tên đệ tử vừa đi ra, lộ vẻ tươi cười. Thiên tu, ngươi thấy thế nào? Thiên tu nhìn thoáng qua, ngoài miệng tuy không thừa nhận nhưng trong lòng đã rõ, tên đệ tử này trình độ kiếm đạo rất cao. Rõ ràng chỉ là tôi thể tầng chính, nhưng kiếm ý như cầu vồng. Người có tu vi thấp mà chăm chú nhìn lâu thì có thể sẽ bị kiếm ý sắc bén đâm thủng hai mắt công pháp của Nhật Chiếu Tông quả thực không tầm thường, so sánh với viêm hoa tông thì chênh lệch quá lớn. Len Ken Kiếm quan vô hình, với các đệ tử dưới đài mà nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy thân kiếm, mà chỉ cảm thấy ánh sáng liên tục lóe ra như chớp. Một nhát kiếm thật mạnh được xuất ra, mạnh đến nỗi bọn họ đều không thể ngăn cản. Đối mặt với đường kiếm sắc bén này, Lâm Phàm vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Đột nhiên, khi đường kiếm đó sắp đâm tới nơi tay trái lâm phàm đột nhiên nâng lên đường kiếm này tức thời tan thành mây khói sao có thể kha nhất kiếm sửng sốt dường như không kịp phản ứng lại đúng lúc đó một giọng nói vang lên bên tai hắn rất tiếc là mi không còn cơ hội báo ra tên họ nữa đâu đối với kẻ yếu ta cũng thèm vào mà biết tên ấy a a a tiếng hét vang vọng khắp khu vực lan nha bỗng sắc bén phá không lao đến trong tư thế cuồng bạo nhất đánh vào tên Kha Nhất Kiếm còn đang ngây người, đập hắn bẹp dúng xuống mặt đất. Phục. Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lôi đài. Sư đệ, đám người Nhật Chiếu Tông sắc mặt thay đổi kinh hoàng như không dám tin. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tên này làm thế nào mà đỡ được kiếm của Kha Sư đệ? Các đệ tử viêm hoa tông thì há hốc miệng, ánh mắt ngây dại. Bọn họ choáng hết luôn, đây là tình huống gì vậy? rốt cục đã xảy ra chuyện gì lâm phàm nhìn đám đệ tử đang há hốc mồm dưới đài hét lên nói cho ta biết ta có mạnh không khoảnh khắc tiếng hét ấy vừa truyền tới tay đám đệ tử cả hiện trường triệt để sôi trào mạnh thực quá mạnh sư huynh vô địch ha ha tuyệt lắm một chủ y là chết một tên sư huynh vô địch trên khán đài huyền không nắm chặt năm ngón tay nhất thời trừng mắt kinh ngạc sao có thể thế thiên tu trưởng lão cũng giật mình một phen không ngờ đệ tử này lại mạnh đến như vậy phía đệ tử nội môn lục đạo thăng không khỏi mở miệng khen hay hay lắm sự việc bất thình lình diễn ra ấy làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận lâm phàm lắc cho rơi máu thịt dính trên lan nha bổng khiêu khích nhìn những tên còn lại ta đã nói với các ngươi rồi muốn lên thì cùng nhau lên nếu không các ngươi sẽ hối hận đáng tiếc không ai nghe giờ cho các ngươi một cơ hội nữa lên hết đi hắn khiêu khích ngoắt ngón tay cảnh ấy khiến các đệ tử ngoại môn viêm hoa tông triệt để phấn khích lên đi tất cả các ngươi cùng lên xem sư huynh ta dùng chùi nện chết các ngươi bá đạo sảng khoái sư huynh cố lên ha ha thật là mát lòng mát dạ ta đã nói mà viêm hoa tông chúng ta sao có thể yếu như vậy đó là bởi vì sư huynh chúng ta ra ngoài rèn luyện để cho các ngươi chớp thời cơ giờ sư huynh trở lại để xem các ngươi làm như thế nào ngươi vậy mà giết chết kha sư đệ đám ngươi triển vân thiên nhìn về phía lâm phàm ánh mắt tràn ngập lửa giận bọn chúng không ngờ tên vô liêm sĩ trước mắt này dám giết sư đệ của chúng đáng hận thật là đáng hận lâm phàm lắc đầu răng rắc các ngươi lắm lời quá đấy ta không muốn cãi nhau với các ngươi thôi được cho các ngươi cảm thụ một chút cái gọi là bất lực bạo huyết trong tức khắc lâm phàm quát lớn một tiếng khí huyết trong cơ thể triệt để sôi trào thân người hắn bỗng tảng ra hơi nước trắng xóa hắn khẽ há miệng từ bên trong lỗ mũi có một luồng khí huyết thổi quét ra quấn quanh thân người từng sợi huyết văn hiện lên trên da thịt khí huyết nghịch chuyển uy hiếp huyết văn một đám đệ tử dưới đài trận tròn mắt tim đập thình thịch cứ như bị một sức mạnh thần bí áp chế mà sư huynh ở trên đài thời khắc này tựa như ma thần huyết ngục, tản ra khí thế khiến người khác khó có thể chống đối. Hơi thở của hắn khiến lòng người hoảng sợ. Tốt, đã đạt đến trạng thái hoàng mỹ. Để ta xem nhật chiếu tông mạnh đến đâu cũng được, nhưng bị ta nện chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhá. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn không dứt của mình, hắn thấy mình lúc này có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ. Vèo. Lâm Phàm hơi hơi dùng lực, nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ đứng cũ. Triển Vân Thiên kinh hô một tiếng. Cẩn thận. Sư đệ mạnh thật. Lã Khải Minh há hốc mồm, cảm giác như mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Hết thảy mọi việc xảy ra ảo quá thể. Hoàng Phú Quý nhìn thấy lâm sư đệ như bước ra từ trong biển máu, cả người đều đơ ra. Hắn không ngờ rằng thực lực của lâm sư đệ lại mạnh đến như vậy. Xem ra, lâm sư đệ thường ngày vốn chính là đang che giấu đi thực lực mạnh nhất của mình dưới ánh mặt trời chói chang gây gắt thân thể nhuốm máu của lâm phàm làm cho người ta cảm giác vô cùng nhức mắt những nữ đệ tử vô cùng hưng phấn a à, ngầu quá ta phải làm sao bây giờ sư huynh thật quá anh tuấn sư huynh cố lên mùi yêu huynh giờ phút này không chỉ các đệ tử nữ điên cuồng gào thét mà cả các nam đệ tử cũng phấn khích điên cuồng triển vân thiên bọn chúng thì hoảng hốt không ngờ tên này lại mạnh đến thế đột nhiên, một bóng đen bao trùm phía trên hắn. Hắn ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào tên đó đã xuất hiện trên không trung. Còn cây lan nha bỗng mang gai sắc nhọn nhúng đầy máu tươi kia hoàn toàn làm người ta kinh khiếp. Không hay rồi, mau tránh đi. Đại bạo tạc. Lâm phàm quát lớn một tiếng, lan nha bỗng trong tay kéo ra một đường máu, lập tức quanh kích lên mặt đất. Đám người triển vân thiên dùng hết sức nghiêng một bên né tránh, nhìn thấy lực bạo phát mà lan nha bỗng tạo ra, đồng tử co rút kịch liệt, sự kinh hãi trong đáy mắt càng thêm nặng nề. Vèo vèo. Đá vụn bay bắn tứ tung, một viên đá giống như sao băng cắt qua má triển vân thiên, kéo ra một vệt máu. Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, nhe hàm răng trắng như tuyết, cười hê hê. Ngươi chạy không thoát đâu. Âm vang. Tiếng nổ vang vọng toàn bộ tông môn, cho bụi mù mịt bao phủ lấy Lâm Phàm. Mà đám người triển vân thiên dùng tốc độ cao nhất tránh được một kích này, nhưng cũng bị sức mạnh bạo phát này làm cho chấn động. Sau khi đứng ổn định lại, trên trán triển vân thiên dần dần đổ mồ hôi hột, thần kinh căng thẳng, đề phòng tứ phía. Hắn đâu rồi, rốt cuộc ở đâu rồi? Đột nhiên, một đệ tử trên đài bỗng hét lên. Hắn ở đằng sau huynh. He he, muộn rồi, thân thể lâm phàm nháy mắt xuất hiện đằng sau triển vân thiên, mùi máu nồng đậm bao trùm khắp người hắn. Triển kinh vân đổ mồ hôi tráng như mưa, hắn cảm nhận được hàng ý bạo phát ra từ sau lưng mình, thần kinh căng như dây đàn. Rồi hắn chậm chậm quay người lại, trong đáy mắt càng chất chồng thêm sự hoang mang và kinh hãi. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kia, trái tim đập kịch liệt. Không thể nào, hắn không tin tình thế lại biến thành thế này, khi hắn đang muốn phản công, lại phát hiện tất cả đều muộn rồi. Yếu, quá yếu. Nói ta nghe, ngươi có thể mạnh hơn chút được không? Lâm Phàm dơ cao lan nha bổng, tức giận riết gào, dùng sức tấn công. Lan Nha bỗng mạnh mẽ, đặc tính tầng chính hoàn toàn bạo phát ra, một kích nện xuống nhanh như chớp. Phục Triển Vân Thiên mí mắt hấp háy, thấy thân thể bị tấn công cực mạnh, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt tan tành, hắn phun ra một nguồn máu tươi. Toàn bộ trên dưới võ đài một mảnh im lặng. Tất cả mọi người mở to mắt, đều đã bị chấn động vì những gì vừa xảy ra. Máu chảy tràn lan, thật là kinh khủng. Triển Vân Thiên còn chẳng kịp biết mình chết như thế nào. Lâm Phàm nhìn Triển Vân Thiên bị gai nhọn của Lan Nha bỗng cắm trên người, lắc đầu, rồi đưa bàn tay đầy máu túng lấy đầu của tên kia, gỡ thân thể mềm nhũng ấy ra ném thẳng xuống đất. Đáng giận, Lan Nha bỗng của ta bị làm bẩn rồi, các ngươi phải bồi thường, Lâm Phàm nhìn chầm chầm vào 10 tên đệ tử còn sót lại, hậm hực khó chịu. 10 đệ tử còn lại kinh hãi tột độ nhìn Lâm Phàm, bọn chúng bị cảnh tượng đẫm máu tên này vừa gây ra dọa sợ rồi. Trúng một gậy của hắn là căn bản không thể toàn thay. rắc rắc âm thanh xương cốt bị lệch vang lên răng rắc khiến mọi người ở đó kinh ngạc. lâm phàm có chút câm nín tác dụng phụ thật làm cho người ta bất lực. hắn lấy tay nắn lại chỗ xương cốt bị lệch kia thật ngại quá làm tốn chút thời gian của mọi người. xương cốt của ta lệch rồi để ta nắn lại một chút. rắc sắc mặt lâm phàm điềm tĩnh không chút biểu cảm được rồi có thể tiếp tục bắt đầu tực ừ, ực các đệ tử quan sát dưới đài hoang mang nuốt nước bọt vị sư huynh này thật làm bọn họ có chút sợ hãi đệ tử nội môn trên đài thì lục sư huynh đệ tử này hắn bọn họ thân là đệ tử nội môn vốn dĩ coi thường đệ tử ngoại môn thế nhưng tình cảnh thế này đã gây chấn động mạnh lên thần kinh của bọn họ không nói đệ tử này mạnh đến đâu làm cho bọn họ khiếp sợ mà hơn cả là hắn đối với chính mình cũng thật độc ác quá đi. Rốt cuộc phải có được ý chí lớn thế nào mới có thế mặt không biến sắc mà chữa lại xương cốt bị lệch như thế. Lục Đạo Thăng trong lòng dậy sóng, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Được rồi, được rồi, các người đã không động thủ, vậy thì để ta. Lâm Phàm cười, lắc lắc lan nha bổng, sau đó chỉ vào các đệ tử còn lại, chậm chậm bước, cuối cùng dừng lại trước một đệ tử, hình như lúc này ngươi rất kiêu ngạo vậy bây giờ, ta sẽ tặng cho ngươi một chùa y. Đệ tử kia của Nhật Chiếu Tông phát hiện bản thân bị đối phương nắm trúng tức thời chết đứng, thần kinh hoàn toàn căng thẳng, bèn tức giận gào lên. Ngươi muốn hù dọa ai, ta phải giết ngươi. Kinh Phủ Tên đệ tử Nhật Chiếu Tông quát lớn một tiếng, hai lưỡi rìu trong tay bạo phát ra khí tức sắc bén, giống như khai thiên lập địa mà bổ thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vương tay vung lan nha bỗng lên cao, nhắm tên đệ tử đang đánh tới, sau đó lập tức giáng xuống. Người yếu lắm đấy, biết không? Rầm. Lan nha bỗng và sông rìu va chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Rắc một tiếng, sông rìu nứt toát, tên đệ tử tay cầm rìu tức thời cảm thấy cánh tay vừa hứng chịu một kích vô cùng mạnh mẽ. Rồi hắn phun máu dữ dội như sông cuộn biển gầm. Còn chưa kết thúc đâu, lâm phàm quát to một tiếng, cánh tay vung rộng lên, sức mạnh của lan nha bỗng càng lớn hơn đánh thẳng vào lồng ngực đối phương lập tức đè bẹp hắn ta trên mặt đất ầm mặt đất hõm sâu vết trạng lan ra bốn phương tám hướng sức mạnh oanh tạc ấy làm mọi người kinh sợ trợn mắt há mồm máu tươi túa ra nhuộm đỏ tất cả mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn sao có thể thế này sức lực này cho dù là địa cương cảnh e là cũng không thể mạnh như vậy đệ tử nội môn khiếp hải quá mạnh thực sự là quá mạnh. Tôi thể cảnh mà lại có sức mạnh như vậy, e rằng chỉ có thể là thần lực trời ban. Đã, thật sự là quá sảng khoái, lâm phàm hét trong lòng, đây chính là va chạm lực lượng. Bình thường ông mày tuy thích lầy lội, nhưng khi thật sự động thủ, sức mạnh bạo phát hết ra thì không thể đùa được đâu. Ta muốn đánh bại tất cả những kẻ dưới địa cương cảnh. Không đúng, cho dù là kẻ địa cương cảnh tầng 1, ta cũng không hề sợ lan nha bỗng mạnh mẽ cấp cao nhất cùng Bảo huyết cấp cao nhất khi dung hợp lại tạo ra sức mạnh không ai có thể ngăn cản lại được giờ khắc này lâm phạm nâng lan nha bỗng lên bơ luôn cái tên máu thịt xương cốt đã lấp đầu hố sâu vừa rồi mà quay sang nhìn chính tên còn lại thất vọng thốt lên một câu đệ tử nhật chiếu tông các người sao không bằng rác rưởi như vậy nhìn đồng môn của mình bị đập chết mà vẫn thờ ơ nào chúng ta làm trận nữa đàn ông với nhau lấy hết sức lực dùng hết mồ hôi máu thịt ra đấu với ta một trận. Để ta được tận hưởng cảm giác thú vị khi chiến đấu. Đến đây, đừng làm ta quá thật vọng. Hãy dùng khí phách ngạo nghễ của các ngươi, chúng ta đấu một trận, một trận lẫm liệt thỏa chí. Lâm phàm thét vang một hơi, nét mặt giàu dạt chiến ý, làm chấn động tất cả mọi người. Đệ tử Nhật Chiếu Tông trên đài, lùi về sau một bước, bọn chúng đã sợ chết khiếp. Tên này không phải người. Quá hung ác các đệ tử dưới đài nhiệt huyết sôi sục bọn họ chưa từng nghĩ trong số các đệ tử ngoại môn lại tồn tại kẻ bá đạo như vậy tư thế khiên lan nha bỗng kia đã khắc ghi sâu trong lòng bọn họ thân hình huyết sắc ánh mắt ngạo nghễ với đời đứng trên lôi đài tựa như vị thần vô địch dù là các đệ tử nội môn cũng đứng cả lên nhiệt huyết cuồn cuồn tuy rằng đây chỉ là cuộc tỉ thí của đệ tử ngoại môn nhưng thực sự quá chấn động cho dù thực lực của sư đệ trước mắt này không bằng bọn họ nhưng loại khí thế đó lại khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Các người làm ta quá thất vọng rồi, nếu các người đã sợ như thế, vậy để ta dạy các ngươi một bài học ấn tượng sâu sắc nhé. Lâm Phàm nhảy lên một bước, huyết khí hung bạo di chuyển, cuốn lấy cơ thể, cánh tay phải duỗi thẳng, lan nha bổng trong tay dưới ánh sáng rực rỡ lóe ra lãnh quan chói lóa làm người ta khiếp sợ. Nhớ cho kỹ, động đến các sư huynh của ta là phải trả bằng mạng. Ầm, hai đầu gối hắn bỗng phát ra tiếng nổ mạnh cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới chính người đang sợ hãi kia cẩn thận đáng giận ta không tin cái thứ nhà ngươi lại lợi hại như vậy bất động như núi chính đệ tử ngoại môn của nhật chiếu tông hoàn toàn cuồng nộ dốc hết bản lĩnh và công sức khổ luyện bấy lâu nay ra chiến đấu 12 người bọn họ đều là nhân nhân vật vô địch nhất trong số những kẻ dưới địa cương cảnh thế nhưng giờ đây lại bị một tên đệ tử của viêm hoa tông đàn áp. Ha ha, được, phải thế chứ, khí thế của các người đã khiến máu ta bắt đầu sôi trào rồi, có điều. tia sáng trong mắt lâm phàm lóe ra, lan nha bỗng xé rách không khí, phát ra âm thanh bạo tạc, lập tức oanh kích vào giữa đám người. Các người không đủ tư cách. Oanh! Toàn hỏa lực xuất ra, lan nha bỗng oanh kích trên mặt đất, những viên gạch đá xanh không ngừng vỡ vụn, cả lôi đài như vỡ tung ra một đệ tử trong số đó nhìn thấy cảnh tượng này tức thời kinh hãi tên này không phải là người đúng lúc đang chuẩn bị né lùi sang một bên hắn cảm giác không khí bên người hình như bị vật gì đó đánh tới đang chuẩn bị phản ứng thì phần eo lại bị chịu một lực va chạm cực mạnh hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tựa như đứt đoạn yếu đúng là quá yếu ầm uhm. lực tấn công cực đại trực tiếp banh kích lên người đệ tử này một bóng đen bay ra khỏi lôi đài máu tươi vẽ ra một đường máu dài ở trên không trung và bóng đen ấy rơi thẳng xuống khán đài. Tất cả mọi người đều ngây người, cùng bạo quá thể. Đệ tử kia ngã xuống khán đài, thân thể đã bị chặt đứt, ánh mắt vốn vô cùng kiêu ngạo dần rã ra. Trưởng lão, cứu! Và đầu hắn ngoẹo sang một bên, tắt thở. Huyền không trưởng lão ngồi ở chỗ kia, cốc áo đã bị máu tươi tung é nhiễm đỏ, nộ khí trong lòng bốc lên ngùn ngục. Thật ngại quá, chưa khống chế tốt lực đạo nhưng các người yên tâm không có lần sau đâu lâm phàm nhìn lên lôi đài mắt đối mắt nhìn huyền khôn trưởng lão sau đó lại nhanh chóng xoay đi các sư huynh để dưới đài cứ yên tâm theo dõi sẽ không làm bẩn quần áo của các vị nếu quần áo ai bẩn xong việc có thể đến tìm ta sư đệ sẽ bồi thường cho các vị nhưng hiện tại xin cho thêm ít tiếng cổ vũ để ta cảm nhận được không phải chỉ có mình ta chiến đấu mọi người Thiên tu trưởng lão nhìn đệ tử tựa sát thần trên lôi đài, thâm tâm dao động cực lớn. Nhưng ông ta cảm giác huyền không ngồi cạnh đã động sát ý, bèn lên tiếng. Huyền không, ngươi thay những đệ tử này nhận thua đi, bằng không đệ tử dưới trướng này của ta e là sẽ không dừng tay. Huyền không sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không cần, đệ tử Nhật Chiếu Tông thà chết trận, cũng không nhận thua. Tám kẻ còn lại nhìn tên này tàn nhẫn đập một sư huynh của họ nát bẫy xong vứt xuống kháng đài, nội tâm dần dần sụp đổ bọn chúng cảm giác đây căn bản không phải cuộc đọ sức cùng đẳng cấp đây là đàn áp người ta tôi thể tầng 9 sao có thể mạnh như vậy mà ngay khi bọn chúng đang thất thần giọng nói đòi mạng khủng bố kia lại cất lên chiến đấu là phải toàn tâm toàn ý tập trung vào các ngươi đây là đang xem thường lâm phàm ta sao trời long đất lở đặc tính của lan nha bỗng mạnh mẽ tầng 9 trong nháy mắt bùng nổ In trong đáy mắt một tên đệ tử là lan nha bỗng đầy gai sắc nhọn đang từ trên trời giáng xuống khí tức cường hãn nháy mắt bao trùm nội tâm hắn khiếp hãi tức thời suy sụp cái chết cận kề hoàn toàn làm hắn phát điên ta không tin ta phải giết ngươi bá thương vô địch đệ tử này quát lớn một tiếng trường thương màu bạc trong tay bạo phát ra ánh thương lấp loáng nóng rực dùng hết sức lực xuất kích ầm ngay lập tức đệ tử này sắc mặt bỗng đại biến một cổ cự lực quanh kích khiến thân trường thương rắc một tiếng vỡ tung, biến thành mảnh vụn. Còn Lan Nha bỗng thì theo đà phóng đến, không thể nào cản được, hắn chỉ kịp tuyệt vọng thét. Không. ầm, uhm. Mặt đất lại xuất hiện một cái hồ sâu, thi thể tên đệ tử đã không còn nguyên vẹn, xương thịt nát dính với nhau nằm gọn trong đó. Tí tách. Lâm Phàm nâng Lan Nha bỗng lên, trên những cái gai sắc nhọn găm từng miếng thịt bê bết máu, máu tươi tí tách tí tách rơi trên nền đất quẹ quẹ. Nhiều đệ tử quan sát dưới khán đài trông thấy cảnh ấy không nhịn được bắt đầu nôn khang. Khủng bố, thực sự quá khủng bố. Đây tuyệt nhiên không phải một trận tỉ thí, mà là giết chóc. Cho dù bọn họ giết người, cũng chỉ là đánh người ta học máu. Nhưng Lâm Phàm Sư Huynh đây, lại là phanh thay, khiến đối phương thịt xương lẫn lộn. Cho dù là đồng môn, biết rằng đối phương sẽ không hại mình, nhưng họ cũng bắt đầu thấy hoảng sợ. Lâm Phàm kéo Lê Lan Nha bổng trên mặt đất, gây ra âm thanh sắc bén làm người ta kinh khiếp. Các ngươi thật sự quá yếu, Lâm Phàm lắc đầu, có chút thất vọng, sau đó cười nói, nếu đã như vậy, thì thôi kết thúc đi. Cái gì? Bảy đệ tử còn lại nghe được những lời này liền bị dọa đến chết khiếp, có tên nhìn không nổi kinh hãi mà hai chân bắt đầu trở nên run rẩy. Ta đến đây. Vù. Tại nơi đó, một luồng khói trắng bay lên, mà lâm phàm đã biến mất tiêu khi tiến vào hình thức bảo huyết tốc độ sức mạnh tất cả đều được nâng cao tối đa đến khi hắn xuất hiện lại thì đã đứng ngay sau lưng một đệ tử khỏi nhìn lung tung ta ở sau ngươi đệ tử kia cảnh giác nhìn bốn phía nhưng đột nhiên nghe được giọng nói này liền kinh hoàng đến rung bắn cả người hoang mang tột độ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu bục một chùy bổ xuống thịt tươi bay tứ tung còn sáu đệ tử bên cạnh thì đồng tử mãnh liệt co rút trong tầm mắt của họ thế giới đã biến thành một vùng máu đỏ mà tên giống như ma quỷ kia lại chém chết một sư huynh nữa rồi không bọn chúng hoảng sợ rống lên cuống cuồng đánh loạn xà ngậu chỉ hy vọng có thể chém chết tên ma quỷ này vô vị lan nha bổng trong tay lâm phàm đang kết liễu tính mạng của bọn chúng toàn hiện trường đều yên lặng vô cùng các đệ tử dưới đài kinh ngạc chứng kiến tất cả đối với bọn họ đây chính là một trận đồ sát. Những đệ tử kia của Nhật Chiếu Tông lúc trước vô cùng kiêu ngạo, thủ đoạn cay nghiệt, giờ khắc này lại bị Lâm Phàm dọa cho khiếp đảm. Tên cuối cùng, Lâm Phàm nhìn tên đệ tử đứng ngây ngốc tại chỗ, đũng quần đã ướt sũng, không khỏi thở dài một tiếng, thật là yếu ớt, đáng tiếc, dù có tè ra quần cũng không thay đổi được kết cục của ngươi. Đại ca, cứu đệ, đệ tử kia thật thà quay đầu, nhìn chằm chằm vào lôi đài. Đại ca hắn ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt toàn nước mắt nước mũi. Cho dù có sống tiếp, e là nỗi ám ảnh này cũng sẽ cuốn lấy hắn cả đời. Dưới khán đài, trưởng lão tân nhiệm của Nhật Chiếu Tông thấy cảnh tượng trước mắt, không tài nào nhịn được kẻ chém giết đồng môn của mình. Mà bây giờ, trông thấy tiểu đệ của mình sắp chết trong tay đối phương, hắn càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hắn không dám tự ý xông lên, vì huyền không trưởng lão vẫn chưa nói gì. Đột nhiên, từ trong khóe mắt hắn nhìn thấy ngón tay của huyền khôn trưởng lão hơi động đậy lập tức ngầm hiểu nhảy phát lên xông vào lôi đài tốc độ cực nhanh đến nỗi người ta không thể phản ứng len keng một tiếng từ trong nhẫn kết giới hắn lấy ra một thanh trường kiếm lưu quan tuyệt ảnh huyền khôn ông muốn làm gì thiên tu trưởng lão bỗng kinh ngạc đang chuẩn bị ra tay định ngăn tên vừa đột ngột xông lên lôi đài thì lại bị huyền khôn giữ lại nhận thua cứ người, huyền không lạnh lùng nói. Ngươi. Cảnh tượng lúc đó diễn ra nhanh như chớp, muốn ra tay cũng đã muộn. Nghiêm hút là đệ tử nội môn Nhật Chiếu Tông, bởi vì đi sứ viêm hoa tông mà được tông môn tạm thời cho làm trưởng lão nội môn. Thực lực của hắn cũng chỉ là địa cương cảnh tầng 3 mà thôi. Đây cũng là do Nhật Chiếu Tông vì muốn sỉ nhục viêm hoa tông mà dùng chút tiểu xảo. Đệ tử còn lại duy nhất trên đài là tiểu đệ của hắn, hắn trong lòng tuy không nhịn được, nhưng cũng không có cách nào. Rồi đột nhiên, ám thị nhỏ bằng tay của huyền không trưởng lão lọt vào mắt hắn, ý nghĩa chính là lên đài giết chết tên đệ tử ngông cùng kia. Giờ khắc này, hắn nào có thể nhịn nữa, ngay lập tức dùng kiếm chiêu cường đại đánh lên. Để khiến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, hắn sử dụng kiếm chiêu bằng tốc độ nhanh nhất. Kiếm chiêu cấp trung phẩm huyền giai, lưu quan tuyệt ảnh. Có thể trong nháy mắt đẩy tốc độ kiếm lên cực đại, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi đám người hoàng phú quý chỉ trông thấy trên đài một bóng người đánh tới, ngay sau đó liền không thấy thân ảnh ấy đâu nữa. Sư đệ, cẩn thận. Trên lôi đài, Lâm Phàm cảm giác được sau lưng có sát khí đánh tới, không ngờ rằng mấy tên gia hỏa nhật chiếu tông này lại đẻo cán như vậy, càng khiến hắn muốn chém chết tên đệ tử trước mặt này. Vô số đạo kiếm quan phong thiên tỏa địa xuất hiện sau lưng Lâm Phàm mỗi nhát đều tập trung vào những vị trí hiểm yếu. Nghiêm hút khuôn mặt lạnh lùng, hắn tin, đợi lát nữa đệ tử này sẽ biến thành thi thể tôi thể cảnh muốn cản lại được chiêu này là việc hoàn toàn không thể kiếm chiêu cơ đấy lâm phàm trong lòng cười lạnh không thèm để ý tới cả nhìn cũng không thèm nhìn cứ thế vung lan nha bỗng bổ về phía tên đệ tử vẫn đứng ngây ngốc ở chỗ kia tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong đạo kiếm quan này sư đệ mọi người hoảng sợ thét lên dường như ai không dám đối mặt với cảnh tượng tiếp theo nhưng đúng lúc này, cảnh tượng khiến tất cả khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy lâm sư đệ hơi nâng tay trái lên vắt ngang trong không trung, rồi đột nhiên như là cảm thấy gì đó, tốc độ cánh tay trái cành lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất không thấy bóng nữa. Không ai có thể cản bước ta, hắn nhất định phải chết, lâm phàm hét lớn một tiếng, lan nha bỗng lập tức bổ xuống, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp lôi đài. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nghiêm hút càng không dám tin, hắn tổng cộng đâm kiếm 9 lần tốc độ mỗi lần đều đạt đến cực hạn nhưng hắn nhận ra tay trái của tên đệ tử này hoàn toàn ngăn cản được kiếm chiêu của hắn máu thịt bắn tung tóe lâm phàm hơi gập lưng từ tốn nhất lan nha bổng lên một khối thi thể bị đập nát nhiều vắt trên lan nha bổng hắn vung mạnh một phát quản thi thể xuống dưới đài các đệ tử dưới khán đài thét lên một tiếng rồi lùi ra nhìn thấy khối thi thể ai cũng kinh hãi nôn vẹ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nghiêm hút xuất hiện trên lôi đài, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không thể tin được, kiếm pháp của mình vậy mà lại bị ngăn chặn toàn bộ. Lâm Phàm xoay người lại, nâng tay trái dính đầy máu thịt bấy hầy đang chảy máu ròng ròng mà lắc lắc, máu tươi rơi đầy đất, rồi hắn bình tĩnh nói. Tốc độ của ngươi, chỉ đến mức này thôi sao? Có giỏi thì nhanh hơn chút nữa đi chứ. Ngạo mạn, thật sự quá ngạo mạn. Các đệ tử dưới đài đều đã trợn tròn mắt, cảnh tượng vừa rồi thực sự quá chấn động. Lấy thân thể máu thịt ra đón đỡ kiếm chiêu mà bọn họ còn khó nhìn rõ. Cuối cùng, cánh tay đã bị thương đến vậy, thế nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Chẳng lẽ hắn không biết đau sao? Có đệ tử trông thấy thương tích này đã tê dại hết cõi lòng. Thân thể hắn đã tôi luyện đến cực hạn của tôi thể cảnh, nhưng dưới kiếm pháp của cường giả địa cương cảnh vẫn yếu ớt như cũ. Tuy nhiên dù máu thịt lẫn lộn, thậm chí bị thương đến xương cốt, hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Không hề sợ hãi. Không thể nào. Nghiêm hút kinh ngạc nói, hết thảy hắn đều không dám tin, người tu vi chỉ là tôi thể tầng chính, sao có thể tiếp chiêu được. Lâm Phàm nhìn nghiêm hút, ra vẻ đáng tiếc nói. Không thể ư. Không, không, hãy nhớ, không phải tốc độ của ta nhanh, mà là kiếm pháp của ngươi thực sự quá chậm, chậm tới nỗi đã khiến ta không thèm tiếp chiêu của ngươi có điều không thể không nói kiếm của ngươi sắc thật ngươi xem lâm phàm giơ tay lên lắc lắc trước mặt nghiêm hút chảy máu rồi tay ta chảy máu rồi nhưng đáng tiếc quá chỉ hơi đau chút thôi còn lại chả sao cả ngươi nghiêm hút lập tức lùi lại một bước mặt đỏ bừng hắn cảm thấy thật mất mặt bản thân đã thi triển ra kiếm pháp tốc độ nhanh nhất mà cũng chỉ vô dụng lúc này một nữ đệ tử vội vã lên đài khuôn mặt nhìn lâm phàm đầy sùng bái sau đó lấy khăn tay trong người ra sư huynh muội băng bó cho huynh làm phiền sư muội rồi lâm phàm nhìn muội muội bên cạnh kiểu điệu thước tha có chút đáng yêu sư huynh có đau không sư muội nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn sắp ngất đi rồi nhưng giờ đang băng bó cho sư huynh dù có muốn ngất cũng phải cố kìm lại lâm phàm nở nụ cười bình tĩnh không trả lời nhưng điệu cười ấy cũng đủ khiến sư muội hoàn toàn bềm nhũng thật sự là quá nam tính một vài nữ đệ tử trông thấy cảnh này, trong lòng cũng rất hối hận. Đáng ghét, lại để cô ta nhanh chân đến trước. Lục sư huynh, đệ tử này rốt cục mạnh đến mức nào, đệ tử nội môn kinh hải hỏi. Lục đại thăng lúc này vẫn còn đang ngây người, không biết nên trả lời như thế nào. Cái này. Trong đôi mắt lạnh lùng của liễu nhược trần cũng lóe lên sự không dám tin. Thân là nữ thần, đối với mọi chuyện nàng đều rất bình tĩnh. Nhưng đến hôm nay, cảnh tượng diễn ra làm nàng cực kỳ chấn động chấn động đến mức khó mà miêu tả bằng lời không thể nào ta không tin nghiêm hút hét lớn một tiếng sắp điên đến nơi hắn không tin kiếm pháp của mình bị một thằng phế vật tôi thể ngăn cản toàn bộ đây nhất định là do bản thân chưa thi triển hết lực chắc chắn là vậy gì cơ vẫn còn muốn thi triển kiếm pháp chậm kinh khủng kia của ngươi nữa sao được ta cho ngươi thêm một cơ hội chung quy kẻ đến là khách để tránh nhật chiếu tông các người sau khi quay về nói viêm hoa tông chúng ta tiếp đãi không chu đáo không cho các ngươi biểu diễn hết mình sư muội xuống đi để cho vị khách này tiếp tục biểu diễn cho mọi người xem sư muội này nghe được giọng nói tràn đầy từ tính của sư huynh nhất thời cảm thấy mình hình như yêu rồi bèn ngượng ngùng gật gật đầu sư huynh cẩn thận nghiêm hút lúc này muốn phun máu đến nơi rồi hắn không thể chịu nổi sự sỉ nhục này đủ rồi cút về cho ta huyền khôn lạnh giọng khiển trách nghiêm hút nghe vậy lạnh người trưởng lão giận rồi mình quay về e là cũng không dễ sống lâm phàm lắc đầu thôi thế là ngươi xong phim rồi huyền khôn thiên tu khá lắm viêm hoa tông có đệ tử như vậy quả thực rất tốt thiên tu cười vuốt râu huyền khôn không phải ngoại môn tông môn của ta yếu mà là đệ tử tông phái chúng ta đủ khiêm tốn nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ có lẽ cũng không đứng ra đâu. Ha ha! Huyền khôn trong lòng cười lạnh, khiêm tốn. Khiêm tốn mà giết hết 12 đệ tử ngoại môn của tông môn ta. Việc hôm nay, tạm thời ghi nhớ. Lâm Phàm cảm thấy cũng ổn rồi, bèn ôm quyền. Trưởng lão, đệ tử cáo từ. Sau đó hắn vung tay áo, Thiên Lan Nha bỗng nhảy xuống đài, cũng không đợi người khác nói thêm gì cứ thế rời đi. Tạm tạm là được rồi, còn lén phén nữa sợ là to chuyện. Không nói cái khác, di chứng của bạo huyết sắp phát tác rồi, còn không đi thì đến lượt mình xong phim. Nhanh đến, nhanh đi. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử tập trung hết vào lâm phàm, bóng lưng rời đi ấy đã động lại sâu sắc trong lòng bọn họ. Quá dữ. Giải tán, mau giải tán hết đi, nếu không đến là quỵ xuống mất. Lâm phàm bước nhanh hơn, lần này làm màu hơi thái quá, bạo lực đến mức quá đáng, sợ là sẽ gây ảnh hưởng không tốt, để lại ấn tượng khó phai trong lòng các sư huynh đệ. Sau này chắc không dễ giao thiệp rồi, thực ra mình là người tốt mà, đâu phải là kẻ độc ác tùy tiện chém giết người ta. Di chứng của bạo huyết sắp bắt đầu rồi, đã có thể cảm nhận rõ được trạng thái bất ổn của bản thân. Tuy rằng sau khi sử dụng 3 lần mới chết, nhưng sau mỗi lần không ngừng tăng thêm các di chứng, sợ rằng nếu là người bình thường sớm đã bị phá hủy rồi. Có chút đáng tiếc. Hắn vừa đi vào phòng, vừa thấy hơi tiếc nuối. Những đệ tử bị mình nện chết kia tuy đều là tôi thể cảnh, nhưng trông cũng giống thổ hào lắm, không lục soát thi thể đúng là tổn thất lớn. Nếu là ở bên ngoài thì thật tốt biết mấy, một phen có thể kiếm chắc lớn không phải là không có khả năng. Được cái điểm tích lũy lần này thu hoạch cũng khá tốt, đạt được 1050 điểm tích lũy. Về đến phòng. Hắn lấy từ trong những kết giới ra thanh trường kiếm trước kia đoạt được, trực tiếp đâm cho mình một nhát. Nhưng khi kiếm đâm vào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không được trơn tru lắm, xem ra thân thể đã trở nên rắn rỏi hơn. 10 giây sau Lâm Phàm mở to mắt, tinh khí toàn thân đạt đến đỉnh cao, di chứng của bạo huyết cũng biến mất, tay trái bị chém rửa kia cũng đã hồi phục trở lại. Chỉ là khôi phục nhanh như vậy có chút khó tin, hắn đành tìm mảnh vải trắng băng bó tay trái kính mít, hoàn hảo giấu nó đi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm Sư Đệ, Lã Khải Minh bọn họ đến rồi, ai nấy đều khó mà kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Cảnh tượng vừa nãy làm họ quá chấn động, Lâm Sư Đệ quả thực mạnh đến ná thở. Cửa bị đẩy ra. Mọi người xông vào hỏi Hang Lâm Phàm Ân cần. "Lâm Sư Đệ, đệ có chỗ nào không khỏe?" "Lâm Sư Đệ, đệ chắc hẳn là rất mệt." "Lâm Sư Đệ, tay trái của đệ không sao chứ?" Các loại câu hỏi làm hắn không biết nên trả lời thế nào âm tiểu thiên vui sướng vỗ vai lâm phàm lâm sư đệ đệ thực sự quá mạnh cảnh tượng lúc nãy làm bọn ta đều bị hù chết thế nhưng không ngờ rằng đệ lại một mình giải quyết hết nhật chiếu tông này hẳn là cũng bị sức mạnh của lâm sư đệ dọa sợ rồi ai không có gì chỉ là năng lực của đối phương yếu mà thôi lâm phàm khiêm tốn đáp chung quy bản thân vốn người khiêm tốn như vậy sao lại có thể vì một chút thắng lợi mà kiêu căng tự mãn giết được tôi thể cảnh vẫn chưa thể làm hắn quá vui mừng. Hoàng Phú Quý hưng phấn nói. Chúng ta mau đến chỗ Trương Sư Huynh đi, kể chuyện này cho Trương Sư Huynh, ta nghĩ Huynh ấy sẽ rất vui đấy. Lần so tài này, kẻ bị hại nhiều nhất chính là Trương Long, thương tích của hắn nặng nhất, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Họ đến chỗ ở của Trương Sư Huynh, kể xong hết sự việc. Trương Sư Huynh tạm thời không thể nói chuyện, nhưng rõ là rất vui sướng, mắt chớp liên tục, hẳn là không ngờ sự việc lại trở nên như vậy mọi người ngồi quay lại thành vòng lâm sư đệ lần này đệ đã lập công lớn lấy lại thể diện tông môn nhất định sẽ được thưởng lớn lã khải minh nói mọi người xem ta diễn có giống không hoàng phú quý nói đoạn liền ho khang vài cái đứng ra một bên một tay vuốt râu cố ý đè giọng xuống lâm phàm lần này con đã lập công lớn cho tông môn nói đi con muốn phần thưởng gì các ngươi thấy ta diễn giống hay không? Hoàng Phú Quý đóng giả thiên tu trưởng lão, nhưng trông có hơi buồn cười, chủ yếu là khí chất không hợp. Ha ha, âm tiểu thiên cười, hoàng sư đệ, nếu như để trưởng lão biết được, e rằng không tránh khỏi bị phạt một trận. Hoàng Phú Quý cười nói, ở đây không phải đều là người nhà sao, chắc chắn sẽ không để người khác biết được. Mọi người ở chỗ trương sư huynh hàng huyên một hồi, rồi rời đi trận tỷ thí lần này khiến cho các đệ tử chứng kiến chấn động rất mạnh, lâm phàm một đấu 12. Càng truyền ra ngoài, thủ pháp công kích đẫm máu kia càng làm tất cả mọi người kinh hãi, cảm giác thật quá khủng bố. Đệ tử ngoại môn không ai không khiếp sợ, không ít trong số bọn họ tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể chọc đến thằng này này. Còn đối với đệ tử nội môn thì lại không đáng ngạc nhiên lắm. Họ chỉ cảm giác đệ tử ngoại môn này có chút không tầm thường. Đối mặt với nhiều đối thủ cùng cấp như vậy vẫn có thể dùng thực lực tuyệt đối đàn áp, rõ ràng rất là mạnh mẽ, xem ra trình độ lĩnh hội công pháp rất cao. Nếu không chắc chắn sẽ không xuất hiện hiệu quả như vậy. Lâm Phàm lần này về tông mục đích chính là nhanh chóng nâng cao tu vi đạt đến địa cương cảnh. Kim thân luyện thể quyết đã là công pháp thượng phẩm nhân giai, muốn tự tạo ra công pháp huyền giai mà không có bí kíp thì không thể được. Chỉ là nếu đạt đến địa cương cảnh thì phải cần các công pháp khác mà các công pháp này nhiều vô cùng. Nên chọn một cái hay là tiếp tục tự sáng tạo ra, vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm. Không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Hôm sau, ánh dương ló rạng. Lâm Phàm dừng việc tu luyện lại, xem xét điểm khổ tu. Trải qua một đêm khổ luyện, tác dụng quả là rõ rệt, điểm khổ tu đã đạt tới 166.664 điểm, chỉ còn cách địa cương cảnh một chút nữa. Một mạch hăng hái tới giờ, hắn dự định hôm nay sẽ không làm gì hết chỉ tập trung vào tăng điểm khổ tu tu luyện cả đêm có hơi lao lực không chút do dự hắn cầm lấy trường kiếm đâm vào người một cái mười giây sau tinh thần sảng khoái chuẩn bị tiếp tục tu luyện nhưng lã sư huynh bọn họ đến rồi lâm sư đệ chúng ta đi thôi nhật chiếu tông sắp về rồi chúng ta vừa lúc qua đó xem một chút lã khải minh nói hoàng phú quý ở bên cạnh cười nói đám người nhật chiếu tông này đến viêm hoa tông của chúng ta còn không biết an phận lần này ăn quả đắng rồi ắt phải tức đến chết chúng ta đi tiễn họ một đoạn tiện thể lên mặt luôn lâm phàm vừa nghe lời này lập tức thấy hứng thú đi 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 xem xem lâm phàm vội vã nói sơn môn khi bọn lâm phàm tới đó đã có rất nhiều đệ tử đến rồi mà các đệ tử nhật chiếu tông đã lên thuyền thần chuẩn bị rời đi lần đi sứ này sang viêm hoa tông, bọn chúng vốn là mang tâm thái đàn áp, nhưng hiện giờ chúng chỉ muốn chết quách cho xong. 12 đệ tử ngoại môn toàn bộ bị phanh thay nơi đây. Trở về tông môn sợ rằng bị cười chết mất. Huyền không nói với thiên tu trưởng lão mấy lời xong bèn bay thẳng lên thần châu, chuẩn bị rời đi. Mà lâm phàm lại vui sướng hô lớn. Các sư huynh đệ nhật chiếu tông, hoan nghênh lần sau lại đến nhé. Thái độ lồi lõm đến mức tất thảy mọi người đều chú ý. Những đệ tử Nhật Chiếu Tông kia thần sắc còn đang ảo não, vừa nhìn thấy đệ tử kia vẫy vẫy tay, tên nào tên nấy tức đến nổi mặt đỏ bừng. Bọn chúng đã nhận ra tên tiểu tử kia chính là tên hôm qua đã khiến Nhật Chiếu Tông mất hết mặt mũi. Bây giờ còn kiêu ngạo như thế, thách thức bọn chúng. Huyền Không nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, sắc mặt lạnh tanh, rõ ràng cũng đã nhớ kỹ Lâm Phàm. Hoàng Phú Quý lập tức cười, sau đó cũng hô lớn. Các sư huynh đệ Nhật Chiếu Tông hoan nghênh lần sau lại tới nhé ngay sau đó các đệ tử đều nhao nhao hô lên lâm phàm câm nín cám đám này làm gì vậy cướp mất hào quang của ta sau rồi hắn nhìn thấy nghiêm hút trốn trên thuyền càng hưng phấn hét lên nghiêm trưởng lão trở về nhớ rèn luyện thêm kiếm pháp tốc độ kiếm pháp của ngươi thực sự rất chậm lần sau nếu như còn đến thì phải chuẩn bị cho tốt nhé đừng có làm ta thất vọng nghiêm hút vốn chẳng buồn ừ hử gì lại nghe thấy lời này tức thời nổi giận thằng oắt này quá đáng hận ta còn chưa nói gì có cần thiết phải nhục mạ ta như thế không thôi bỏ đi nhìn ngươi vậy nhưng ngươi nhớ kỹ vĩnh viễn đừng để ta chạm mặt nếu không thì coi chừng mạng chó của ngươi mà các đệ tử khác cũng tiếp nối hô to nghiêm trưởng lão tu luyện thêm kiếm pháp nhé trên thuyền thần nghiêm hút đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình Hắn giật thóc quay ra, hóa ra là huyền không trưởng lão trừng mắt nhìn mình. Huyền không trưởng lão không nói gì thêm, trực tiếp điều khiển thần châu rời khỏi nơi này. Ha ha! Lâm Phàm cười đẻo, cảm giác mình đã là kẻ chiến thắng cuộc đời. Ngoại trừ chưa có ý trung nhân ra, còn lại đều đã nắm trong tay. Làm màu làm mè xong còn có thể cười nhạo đối phương lúc họ chuẩn bị rời đi, diễn biến này thật tuyệt vời. Thân là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, tự nhiên hắn đã là tấm gương của biết bao sư đệ. Đặc biệt lần này còn xuất hiện đầy phong cách như thế, như phong ba bảo táp mà trấn áp toàn bộ võ đài, làm nở mày nở mặt cho các đệ tử ngoại môn, nhất định là sẽ nhận được vô vàng sự chào đón. Mà hai câu hắn vừa nói, đối với đệ tử Nhật Chiếu Tông thực chính là họa vô đơn chí. Lần này chiếm thượng phong, nhưng về sau vẫn phải chịu khó tu luyện thêm, nếu không tu luyện tử tế, lần tới chỉ có nước ăn đập thiên tu trưởng lão tâm tình vui sướng, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ làm viêm hoa tông mất hết mặt mũi. Nhưng không ngờ lại mọc ra một đệ tử từ trên trời rơi xuống, dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp hết thảy, lấy lại thể diện cho tông môn, điều này khiến ông ta hết đổi vui mừng. Đối với đệ tử như vậy, nhất định phải thưởng, hơn nữa còn phải thưởng cực lớn mới được. Ông ta ho nhẹ một tiếng, toàn thể im lặng. Thiên tu trưởng lão nhìn Lâm Phàm nói. Đệ tử Lâm Phàm lần này ngươi đã lập công lớn cho tông môn muốn phần thưởng gì chỉ cần ngươi nói ra bổn trưởng lão nhất định đáp ứng ngươi lâm phàm ngu người hoàng phú quý con mẹ nó thông minh vãi éo ngờ đoán trúng thật tuy cách nói có hơi khác chút đỉnh nhưng ý thì không khác mấy mà lời thiên tu trưởng lão vừa hứa hẹn làm cho cả đệ tử ngoại môn lẫn đệ tử nội môn đều ngạc nhiên đáng lẽ chuyện này sẽ chẳng gây chấn động gì chung quy thiên tu trưởng lão thưởng phạt phân minh đối với đệ tử lập công trước giờ đều rất rộng rãi. Nhưng câu sau cơ, vì mạc bổn trưởng lão nhất định đáp ứng, nghe sai sai. Và rồi, biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị, khao khát thế vào vị trí của Lâm Phàm đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của bọn họ mà thôi. Lã Khải Minh trong lòng vui sướng không thôi, tự đáy lòng mừng thay cho Lâm Sư Đệ. Tất cả đều là do Lâm Sư Đệ tự mình đạt được, chỉ cần đưa ra yêu cầu hợp lý, chắc chắn có thể một bước lên trời. Lâm Phàm Kim Tốn nói: "Trưởng lão, thân là đệ tử tông môn, đây là việc đệ tử nên làm." Hơi Kim Tốn một chút chứ. Trước đây hắn đã xem qua rất nhiều bộ phim, trong đó mỗi khi lão đại muốn thưởng tiểu đệ, tiểu đệ đều vô cùng tham lam nói ra phần thưởng. Thế là liền bị lão đại một chưởng đánh gục, cuối cùng chốt lại một câu, xuống dưới đó mà hưởng thụ đi. Ngẫm lại tình huống này, hắn lập tức cảm thấy có chút sợ hãi thiên tu trưởng lão rất thỏa mãn gật gật đầu ông rất thích đệ tử này tuy tu vi hơi thấp nhưng nếu như chịu khó bồi dưỡng thêm có lẽ sẽ trở thành trụ cột vững chắc của tông môn có điều nếu như để lâm phàm biết được suy nghĩ này hắn chắc chắn sẽ điên cuồng nôn quẹ trụ cột vững chắc cái mục tiêu này cũng quá coi thường ta rồi ít nhất phải trở thành cường giả siêu cấp khai thiên lập địa mới được bổn trưởng lão thưởng phạt phân mình có công ác phải thưởng lần này ngươi giết 12 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông, cũng là báo thù rửa hận cho sự hy sinh của các đệ tử trong cuộc đấu. Nói đi, ngươi muốn gì? Thiên tu trưởng lão hỏi. Các đệ tử xung quanh đều sốt ruột chết đi được, mau mau đưa ra yêu cầu đi, đây chính là cơ hội lớn đó, không biết có bao nhiêu người muốn có cơ hội này. Mà đối với đệ tử nội môn, bọn họ mong phần thưởng này đến đỏ cả mắt. Lâm Phàm đang suy nghĩ, phần thưởng nên muốn phần thưởng gì đây bản thân rút thưởng cũng kiếm được rất nhiều những thứ kỳ lạ hiếm có hơn nữa khi tu luyện điểm khổ tu cũng tăng lên rất nhanh hay muốn tiền thế thì thô tục quá đầu óc mình thông minh như vậy cách kiếm tiền có nhiều hơn nữa chém người rồi lục soát thi thể thì mới biết được cảm giác hồi hộp là gì nếu đùng cái trở thành người giàu thì trên đời này còn gì thú vị nữa không có tí động lực nào vậy thà trở thành một phế nhân còn hơn còn về đang được thì càng không có ý nghĩa lắm huyền giai đang dược mình không cần địa giai đang dược có thể cho mình bao nhiêu lợi ích chắc còn không nhiều bằng tự mình tu luyện một đêm về phần thiên giai đang dược thì thôi bỏ đi cũng không biết tông môn có nở cho không mà mấy cái công pháp thì càng khỏi phải nói nâng cao công pháp cần điểm tích lũy công pháp phẩm giai càng cao điểm tích lũy cần đến cũng càng nhiều chỉ được nhìn mà không được dùng thì đau lòng biết bao nghĩ đến trương sư huynh đang nằm đó hắn cảm thấy đáng thương lã sư huynh còn nói trương sư huynh bị tàn phế rồi muốn hồi phục phải mất khoảng một năm điều này đối với trương sư huynh chắc chắn là đã kích rất lớn thân là bạn tốt nhất định không thể thấy chết không cứu trưởng lão con nghĩ xong rồi sư huynh con trương long trên lôi đài bị đối phương phế mất tu vi bị thương nặng cho dù thương thế có đỡ dần trong khoảng thời gian dài e rằng không thể hồi phục cho nên con muốn giúp sư huynh hồi phục Lâm Phàm nói. Các đệ tử xung quanh đều đang chờ đợi Lâm Phàm đưa ra mong muốn. Bọn họ cho rằng Lâm Phàm nhất định sẽ yêu cầu lợi ích cực lớn. Ví dụ như muốn thiên tu trưởng lão thu nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử chính danh, hoặc là hưởng đại ngộ đặc biệt từ trưởng lão. Bởi vì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nên khi nghe Lâm Phàm đưa ra yêu cầu, mọi người đều trợn tròn mắt. Hắn có phải điên rồi không, cơ hội cực tốt như vậy lại chỉ đưa ra yêu cầu thế này giúp người khác hồi phục thương thế việc này hắn rốt cuộc nghĩ thế nào vậy lẽ nào não bị kẹp rồi bọn lã khải minh vô cùng chờ đợi nhưng khi nghe thấy lâm sư đệ nói ra yêu cầu thế này bọn họ đều đưa ra đặc biệt là hoàng phú quý càng ngây ra nhìn lâm phàm hắn thật không thể ngờ được lâm sư đệ sẽ đưa ra yêu cầu này tuy quan hệ của bọn họ rất tốt nhưng trong tình huống một bước lên trời này hẳn là bất kỳ ai cũng không nỡ bỏ qua mà dành cơ hội cho người khác thiên tu trưởng lão hiển nhiên cũng sửng sốt đã một khoảng thời gian dài ông từng thưởng cho rất nhiều đệ tử nhưng chưa từng nghe thấy đệ tử nào chọn mong muốn kiểu này và thế là ông ta bắt đầu nghĩ ngờ bản thân lẽ nào do lời hứa của mình không còn quan trọng nữa mà một số trưởng lão bên cạnh thiên tu trưởng lão cũng ngây người lời hứa của thiên tu sư huynh là thứ bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ nhưng đến giờ đệ tử này lại đưa ra mong muốn như vậy rõ ràng làm cho bọn họ giật mình con chắc chứ thiên tu trưởng lão hỏi lại lần nữa đề phòng mình nghe nhầm lâm phàm hai tay chắp sau lưng hơi ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc nói đương nhiên lâm phàm con trước giờ không biết hối hận bạn bè bình thường thì dễ có tri kỷ thì khó tìm tuy con quen biết trương sư huynh không lâu nhưng trong tình cảnh nguy nan huynh ấy thay con ngăn cản đối thủ bảo vệ mạng sống của con lâm phàm con từ nay sẽ không bạc đại huynh ấy mong trưởng lão thành toàn lã khải minh bọn họ nghe được mấy lời này lập tức cảm thấy được làm bạn với lâm sư đệ thực sự là vô cùng vinh hạnh hoàng phú quý dụi mắt quá cảm động thực là cảm động quá đi mất bao nhiêu nữ đệ tử còn cảm động sắp khóc đến nơi lâm sư huynh đúng là người đàn ông tốt nếu có thể làm bạn bên cạnh lâm sư huynh thì hạnh phúc biết nhường nào Thiên tu trưởng lão vô cùng xúc động. Được, được, rất tốt. Con có tình nguyện bái ta làm thầy, trở thành đệ tử chân truyền của ta, kế thừa kỹ năng của ta không? Lâm Phàm sừng sốt, có hơi bất ngờ, không hiểu mô tê gì cả. Tình huống này là thế nào? Các đệ tử xung quanh điên cuồng, đệ tử chân truyền, kế tục kỹ năng. Đây đúng là vô cùng may mắn. Tu vi của Thiên tu trưởng lão trong tông môn thuộc 10 người đứng đầu, nắm giữ đại quyền biết bao người muốn trở thành đệ tử, thi thoảng cũng có người từng may mắn trở thành đệ tử chính danh, nhưng đệ tử chân truyền thì chưa từng có. đây vốn chính là cơ hội một bước lên trời. đa tại trưởng lão ưu ái, chỉ là đệ tử muốn nói, con đưa ra mong muốn này không phải vì muốn trưởng lão thiên vị, đồng thời cũng là muốn các vị huynh đệ ở đây biết rằng, đồng môn nên giúp đỡ lẫn nhau. lâm phàm lãnh đạm tiêu sái nói, à. vài đệ tử không nhịn nổi sắp thổ huyết từ chối rồi. Thằng cha này lại từ chối. Ông trời ơi, mau mau đánh chết thằng cha kia đi. Bức khí tung hoành, không chịu nổi nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.